Say có lúc đôi ta nhận ra không thể thiếu vắng nhau. Bước trên chặng đường mới cùng nhau, bàn tay nắm tay. Bước trên dòng đời hãy nghĩ về nhau. Bước trên dòng đời hãy nghĩ đến nhau. Ta dù trên bờ vai nhau mỗi ngày, hãy hướng thật xa về tương lai kia. Em tự như nguồn sóng trong ai, hãy nắm thật chặt đôi tay anh nhé. Hãy nhắc tên anh từng cơn mơ, hãy nhắc tên anh từng nỗi nhớ. Hãy nắm tay anh cùng đi, đi cùng anh, đi cùng anh không thế giới. Bằng một cảm xúc chỉ dành cho em một thứ, đó là yêu. Bên em chỉ toàn là hạnh phúc, nụ cười duyên dáng với nét mắt yêu kiều. Nắm tay đi vòng quanh thế giới, trên quãng đường đó để hâm nóng tình yêu. Cùng nhau ta bước đến tận cuối đời, ta như là một khoảng thời gian ta đã yêu. Ta hãy cùng nhau đi, cùng nhau đi tiếp để kết thúc những con đường dài kia. Cùng nhau đi, cùng nhau say đắm trong những ký ức đang xen vào nhau. Vượt qua mau vượt qua sông bao những thứ gây đến những phiên muộn kia. Cầm tay anh nhé. Ta dù trên bờ vai nhau mỗi ngày, hãy hướng thật xa về tương lai kia. Em tự như nguồn sóng trong ai, hãy nắm thật chặt đôi tay anh nhé. Hãy nhắc tên anh từng cơn mơ, hãy nhắc tên anh từng nỗi nhớ. Hãy bấm sân rơi càng bán ơi càng bán. Bấm vô cái nút like và share với kênh Tuấn Bối anh em. Vẫn là tôi Zigo đây. Là trời, chào mấy đứa nha. Ôi ôi, hôm nay là live sớm mấy đứa. Hôm nay live sớm cho anh em. Từ từ à, để tôi coi nè. Dạ ok, hôm nay là mấy đứa hết tôi live sớm chưa? Hôm nay là mấy đứa hết tôi live sớm chưa? Thầy ơi, hôm nay là đã cố gắng là chịu thương chịu khó là trốn gọi là thầy nghỉ về sớm rồi đó. Hôm nay là tập gym mà nghỉ về sớm mấy đứa, gọi là bật live stream cho mấy đứa coi rồi đó mấy đứa. Trời ơi, là mấy đứa thương tôi xíu nha mấy đứa ơi. Giật quá anh già ơi. Ủa giật hả, có bạn nào coi livestream bị giật không anh em ơi? Giật mình thì tất nhiên là giật mình rồi, tôi bỏ qua rồi hả. Tôi à không, tôi tự hứa với lòng rồi anh em ạ. Mấy bữa nay tôi livestream tôi mỏ tôi hổn quá, cái mỏ tôi quá hổn luôn, cứ mày tao xong rồi chửi hoài à, thiệt luôn á, cứ mày tao xong chửi hoài à, thứ nào chịu nổi anh em ơi, bảy chủ nhật nữa. Nên là từ ngày hôm nay là tôi quyết định là hả, tôi sẽ tu anh em hiểu không. Bắt đầu từ ngày hôm nay là tôi Zigo Official xin hứa với tất cả mọi người là sẽ tu không chửi nữa. À, cái mỏ sẽ ngoan lại, ok, mỏ của mình sẽ ngoan lại ha.
Hát hay quá anh ơi, tất nhiên rồi em ơi, trời đất ơi, tự hào giọng hát Việt Nam em ơi. Anh gào thét tên đi, chào bạn Bảo Ngọc Nguyên. Hôm nay anh gào thét được nhiêu đó anh em ơi, hôm nay giọng của anh đang bị gì ta, nó bị nó không được tốt ý. Nên là mình không gào thét hơn được, xin lỗi em nha. Buổi tối vui vẻ nha anh già, ừ cái mà gấu lùng nha. Anh hát nghe có hồn ghê, hồn bay phách lạc. Tao muốn hiền lắm bay, tao muốn hiền lắm nhưng mà nó có bên gì hoài sao mà hiền được. Trời ơi, nhìn anh cưng ghê, cưng vô lay nè, lưng nè, đánh đi. Hôm nay chúng ta sẽ chơi Escape the Backroom nha anh em. Mấy bữa nay anh em comment quá trời comment luôn, anh em kêu tôi là anh ơi chơi cái gì Escape the Backroom đi. Đó, nên là tôi mới quyết định là hôm nay là tôi sẽ chơi cái tựa game Escape the Backroom để vô cho anh em nếm trải được cái mũi hả, khi mà bị lạc vô the Backroom nó sẽ có những gì ở trong. Mà tôi cũng không biết là ai đã từng vô trong đó để đi ra ngoài đây để hả kể lại cho người ta nghe nữa má. Ừ hay thiệt á. Anh chơi Free Fire đi, tôi đâu chơi Free Fire nữa đâu, tôi nghỉ Free Fire rồi. Dạo này em thấy thông báo em vô liền, đúng rồi em, phải như vậy nha, phải như vậy. Thấy thông báo livestream là phải vô liền nha. Anh em thông cảm nha, anh em đang gọi là vừa livestream cho anh em coi mà vừa tải game má. Ừ hồi nãy quên tải game ba, ông nội ơi thiệt luôn á. Quên tải game nên là bây giờ phải vừa livestream vừa tải game là cái mỏ tôi lâu lâu nó hơi giật xíu, anh em thông cảm ha. Tại sao anh thấy comment mà anh không đọc hả? Không có ai thấy comment mà không đọc hết má. Không ai thấy comment mà không đọc hết, người ta không thấy người ta mới không đọc, hiểu không? Comment nó chạy nhanh lắm. Qua mắt của anh em là comment nó chạy chậm rồi. Còn cái comment của tôi hả, anh em nhìn nó chạy đi, anh em nhìn ngón tay của tôi nè. Đây, comment đầu tiên ha. Cái tốc độ comment chạy nè. Tôi đọc được là cũng là hả, tôi là cũng có tài năng tôi đọc được á. Tôi cũng có tài năng là tôi chậm slow motion là tôi mới đọc được á, chứ comment nó chạy nè. Rồi sao đọc? Phải không? Rồi sao đọc? Nên là đôi khi có những cái comment mà mình bỏ qua, mình không có đọc được, anh em thông cảm, không phải là do mình không có đọc comment của anh em mà là do mình ghét anh em hay gì đâu. Nhưng mà tại vì nó nhanh quá, đâu không có kịp má. Ha. Trời đất ơi, 3.000 view luôn rồi. 3.000 view mà có 1.261 like là sao vậy mấy đi? Bấm cái nút like đi. Nếu nào vô coi livestream chứ bấm nút like vậy. Cái nút like nằm dưới đây nè. Mình đi bấm vô một cái là mình đi ủng hộ cho tôi. Càng nhiều like mà càng nhiều người xem hả, qua ngày hôm sau có động lực like tiếp, đúng không? Có hả, ít người xem hay là nhiều người xem mà ít like hả, qua ngày hôm sau tự nhiên có động lực mid like à. Tự nhiên có động lực chống like à. Hả? Bấm like vô. Nút like đây nè anh em, bấm mạnh vô. Bấm bể nút like luôn đi. Anh em nào lỡ like hai cái, like cái thứ ba giúp tôi nha anh em ơi. Anh vừa múa vừa hát đi. Cháu lên bà, cháu vô mẫu giáo, cô thương cháu vì cháu không hóc nghe. Không hóc nghe thì mẹ trồng cây cái, ông vào nhà máy, ông đập u cái đầu. La 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 la. Ok em nhá. Anh Go có nhà lầu, em đánh vào đầu Go rồi mắc cho tao có nhà lầu, mày đánh vô đầu tao. Ổn rồi lìa đi anh. Mình muốn ngoan lắm, hiểu không? Các bạn hiểu không? Tôi là tôi muốn ngoan lắm. Tôi là tôi không có muốn muốn hỗn đâu. Mỏ tôi đâu có muốn hỗn đâu. Ấy, nhưng mà nó comment gì hoài làm sao mà ngoan được. Nó comment như thế hoài làm sao mà ngoan được, hiểu không? Anh cười đi. 3.416 view mà 1.923 like. Là còn bây giờ là 2.000 like là còn tận 1.416 view chưa like. Bấm like gì mới đi. Cái nút like ở đây nè. Bấm vô không có chớ like hết trơn. Bấm vô một cái là coi được live stream mực mà luôn. Là qua ngày hôm sau có live stream tiếp để coi luôn. Không, không bấm nút like là ngày hôm sau là không có live stream để coi đâu. Nên là anh em nào mà hả ủng hộ tôi á, anh em nhớ bấm vô cái nút like, đồng thời bấm vô nút subscribe kèm theo bấm cái thông báo để nhận thông báo mỗi khi đưa ra video luôn. Mới chứ các bạn ơi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Sao anh biết nói vậy, tôi cũng không biết nữa. Tự nhiên cái lúc mà tôi mới đẻ ra, tôi lên tầm khoảng năm 3-4 tuổi gì á, tự nhiên tôi biết nói. Tôi giật mình luôn mà. Từ cái hồi tôi biết nói tôi giật mình luôn mà. Giật mình hết hồn luôn. Hồi cái chữ đầu tôi nói là gì ta? Cái chữ đầu tiên mà lúc mà tôi biết nói nha là cái gì I love you Chu Cà Mo. Yêu các bạn lắm. Sao mà đỡ được. Cái gì đây? Từ từ Tùng ơi. Từ từ Tùng ơi. Tùng đầu này gì mà anh quên bật trang đồ này rồi. Tùng đợi xíu. Đánh bật cái trang đồ này lên coi đồ này của Tùng là đồ này là cái gì để anh hơi đọc được đồ này của Tùng, để không là Tùng đồ này mốt Tùng không đồ này cho anh đọc comment được nữa. Cảm ơn Tùng đã đồ này cho anh nha. Cảm ơn Tùng rất là nhiều. Ok. Rồi bây giờ để anh em đợi tí nha, để tôi coi Tùng đồ này cho tôi cái gì đây. Lịch sử giao dịch. Thầy luôn cứ lần nào mà hả tao vô cái trang bay đồ này là tao hành người giao dịch rồi bay. Lịch sử nhận đồ này. Đây. Tao đây Tùng.
À, Vương Tùng sặc cái bữa giờ quay clip chưa anh ui? Dám chưa lắm là chưa. Chưa quay, dạo này bận lắm tôi ạ, thật sự là dạo này bận lắm. Hứa luôn, hứa tối nay quay nha. Tối nay không quay mai quay. Ok, hứa luôn nha. Hứa luôn tối nay không quay mai quay. Cảm ơn Tùng đã donate cho anh nhé, cảm ơn Tùng nhiều. Sao anh đẹp trai quá vậy? Cho anh biết câu tiếp theo luôn. Tiếp theo mày kêu highlight giống đúng không? Đúng không? Tao muốn ngoan lắm mày, tao muốn ngoan lắm, thật sự là tao muốn ngoan lắm. Thì sự là cái mỏ này không muốn hổn với ai bao giờ hết luôn. Cái mỏ này không bao giờ muốn hổn hết. Nhưng mà được, gọi là đường đời đưa đẩy đi đủ đường. Gọi là các bạn bắt tôi hổn. Các bạn bắt tôi hổn đó tôi mới hổn. Tôi đâu muốn hổn với ai đâu. Đúng không? Tại sao là tôi hổn mà? Tại vì 3.936 người coi mà chỉ có 2.509 like. Bấm like đi mới đi. Cái nút like ở đây nè. Anh em ủng hộ tôi. Anh em bấm vô cái nút like một cái. Không chết ai hết anh em ơi. Không tốn thời gian bấm vô cái nút like một cái đi anh em. Bấm cái mai có động lực like chim tiếp. Đúng không? Còn không là mai có động lực mít like đó. Anh hát rất rất có hồn mà là hồn như lát. Hát. Tao muốn ngoan lắm. Tao muốn ngoan lắm. Tụi mày cho tao ngoan đi mày. Cho tao ngoan đi được. Đừng để tao chửi. Đừng có chồng tao chửi được không? Đừng chồng chửi nữa. Trời ơi. 10 tháng nữa sinh nhật em. Anh chúc mừng sinh nhật em đi. Chúc mừng bạn sinh nhật bạn Kim Ngân. Bạn Kim Ngân tuổi mới. Mau ăn trống lớn. Học đổi xinh đẹp nha bạn. Chúc mừng sinh nhật bạn. Ok, cảm ơn Kim Ngân đã donate cho anh. Cảm ơn Kim Ngân đã bình luận vào trong livestream của anh cũng như là coi livestream của anh tối ngày hôm nay. Cảm ơn Kim Ngân nhiều. Anh có mặc quần không? Trời đất ơi. Quần hình con vịt luôn em nha. Quần hình con vịt màu vàng luôn em. Bắt ra màu đen luôn nha. Đây, xin giới thiệu với mọi người, đây là một quả quần với một chất liệu siêu mỏng. Tại sao chất liệu nó mỏng mà? Chất liệu nó mỏng thì chúng ta mát. Đúng không ạ? Khi mà anh em mặc cái quả quần này vào thì vô cùng mát. Và trong quả quần này thì nó có một cái những con vịt màu vàng làm tôn lên dáng của chúng ta. Đấy, người ta nhìn vào là người ta sẽ nói như nào ạ? Vâng, thằng này nó yêu đời. Đúng không? Đây, nhìn quả quần thôi. Đây, nhìn này. Đấy, thấy chưa? Đây là một quả quần mà tôi mặc ngày hôm nay. Đây là bộ outfit của tôi. Đấy, khi mà người ta nhìn vào cái quả quần này, người ta đi ra đường thì người ta chỉ nhìn vào, người ta bảo là thằng này rất yêu đời. Thằng này mặc một quả quần rất yêu đời. Rất là vui tươi, hòa đồng. Hiểu không? Mặc dù là mình hướng ngoại, mặc dù mình hướng nội, nhưng mà mình mặc một cái quần rất là hướng ngoại. Anh em thấy không? Mặc vào là người ta có nghĩ mình hướng ngoại thôi, nhưng mà không, mình là một người hướng nội. Đấy. Và đồng thời là chưa nhá. Cái quần này nó rất là tinh tế ở chỗ nào ạ? Nó tô điểm cho gọi là cái điểm nhấn của chúng ta. Tại vì sao nó sẽ chấm những con vịt màu vàng như thế này? Để làm gì? Để nhấn. Tại vì trong tất cả các bản màu, cái màu vàng là cái màu nhấn nhất đó. Lý do tại vì sao tôi mặc cái áo màu vàng để lên livestream. Không? Cái áo này thì là chúng tôi mua ở đâu á, tôi cũng quên mất tiêu rồi. Nhưng mà quan trọng là cái áo này nó có một cái điểm nhấn rất 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 đặc biệt là gì? Là cái dòng chữ. Anh em thấy dòng chữ, anh em hiểu ý nghĩa của dòng chữ này không? Anh em có hiểu ý nghĩa của dòng chữ này không? Đúng vậy, subscribe cho tôi đi. Đó. Ý nghĩa dòng chữ nha. Anh em coi livestream, anh em subscribe, anh em bấm vào cái chuông thông báo cho tôi nha anh em ơi. Nem. Từ, ủa nãy giờ nhiều người đồ này quá mà đọc không kịp nè. Ui trời ơi. À không, nhầm, đọc lộn comment hôm qua. Anh mò lại được mật khẩu Genshin chưa? Chưa biết nữa em ạ. Mật khẩu Genshin của anh là lấy cái Facebook cũ. Đức Minh, ui trời ơi, 150.000. Hôm qua thấy vô cây, hôm nay đồ này bù cho đô. Cảm ơn bạn Đức Minh rất là nhiều. Ui trời ơi, mấy bữa nay bạn Đức Minh đồ này cho tôi nhiều quá. Hôm nay tôi chơi The Back Room nha Minh ơi. Hôm nay anh chơi The Back Room. Đấy, nói chung là Minh có bất kỳ câu hỏi nào Minh cứ đặt ra cho anh đi, anh sẽ trả lời cho mình. Cảm ơn Minh nhiều nha, 150.000 lớn lắm đấy. Ui trời ơi, cảm ơn bạn nhiều. Mỏ anh nhìn cu te quá chứ còn gì nữa em. Cái mỏ này là anh chịu thương chịu khó đó để anh kể cho em nghe về cái sự tức của mỏ này. Anh đã kể rất là nhiều lần ở trên chim rồi, nhưng mà nhiều khi là các bạn kể rồi các bạn không có nhớ. Nên tôi phải kể lại. Cái mỏ này là một cái mỏ đáng tự hào. Anh em hiểu không? Đây là một cái mỏ rất là tự hào. Bởi vì sao ạ? Bởi vì trong một buổi chiều lộng gió, Dô không đi chơi với bạn bè, Dô đi chọc chó để có cái mỏ này. Đấy. Cái ngày hôm đó là một cái ngày nó rất là trăng thanh gió mát, nhưng mà mặc dù đó là đang là buổi chiều. Ok. Đó, thì tôi mới chạy xe đi ra đường. Thì tôi đi ra cái ông hàng xóm kế bên nhà tôi nè. Con chó mới chạy ra nó dí tôi nè mà. Con chó nhà đó không, cái mặt nó vừa xấu mà nó vừa xệ, một mắt nó vừa hí nữa. Chó một mí. Con chó mắt một mí, anh em tin không? Con chó mắt một mí má. Nó chạy ra, cứ tôi chạy qua bên đó, nó chạy dí tôi chạy qua nó dí tôi. Mà lần nào cũng vậy, tôi cứ chạy xe qua là nó cắn cái chân của tôi. Nó cắn cái quần của tôi. Hôm nay tôi ghét quá, tôi không cho nó cắn cái quần của tôi nữa. Hôm nay nó vừa chạy ra mà kêu, mày chạy ra mà tôi đút cái mặt xuống nó cắn cái mỏ của tôi. Cho nó lạ vị liền, đúng không? Mỗi lần là cắn cái chân, nghe cái mùi thâm thẩm của cái chân, đúng không? Hôm nay nhưng cắn cái mỏ, nghe cái mùi hôi của cái mỏ. Trời đất ơi, từ ngày hôm đó vì sao tôi không thấy con chó đó nữa. Tôi không thấy con chó nữa. Nhưng mà bù lại cái là tôi được bonus cho cái mỏ này siêu đáng yêu, đúng không?
Ha. Sự thích cái bỏ của tôi đó. Dữ dàng không? Dân chơi mà, dân chơi mà. Không sợ mưa rơi để có được cái mỏ này là livestream cho anh em. Bữa giờ luyện Rennie sao được anh? Trời đất ơi, anh thì anh chưa biết anh luyện Rennie sao, nhưng mà anh biết là anh có thể gọi là phá đảo được trong livestream ngày mai. Ngày mai là tự tin là phá đảo được bà ngoại Rennie nha. Nha. Cái gì đây? Anh gào thét tên em trong tuyệt vọng và sung sướng đi. Thôi chết rồi. Bạn không có tên. Thôi thì tôi gào thét tên bạn ở trong đây nhá. Chào bạn Nem. Ôi trời ơi, thề bạn để tôi quả tên Nem luôn ấy. Thật sự, để quả tên Nem luôn ấy, chứ không phải là tên bình thường đâu. Anh rap gắt như cạp. Rap gắt như cạp. Trời ơi, tôi xin lỗi bạn luôn á, những bài rap của tôi chỉ là những cái bài rap để tôi trải lòng của tôi thôi, nhưng mà xin lỗi bạn luôn nha. Rap của tôi hơi bị nhiều skill đó bạn. Trời ơi, chứ không phải là hả, tôi viết rap là nó, tóm lại là rap là một cái niềm đam mê của tôi, em hiểu không? Tôi không dùng nó để sống, mà tôi cũng không dùng nó để đọa trình với ai cả. Nó chỉ đơn giản là tôi rap để tôi nói về những cái vấn đề của tôi, hoặc là những vấn đề trong cuộc sống mà tôi thấy. Đó, và tôi sẽ viết lên và tôi up lên cho những cái người mà người ta nghe. Đó. Và tôi là một người theo trường phái rap gì? Rap old school. Tôi không rap melody, tôi không thích rap melody. Chẳng qua là do thị hiếu nhiều quá nên tôi thử sức với mình với melody thôi. Nhưng mà xin lỗi bạn luôn, những cái bài rap của tôi viết không bao giờ mà viết vần đơn nha. Tôi viết toàn là vần đôi, vần ba, vần đảo. À, chơi chữ ứng dụng hơi nhiều đó. Trời ơi, bạn bảo gắt gắt như cạp là bạn nghe lại rồi bạn thấm đi nha. Tôi không có tự nhận tôi gắt hay đâu, nhưng mà cũng không đến mức là gắt như cạp đâu bạn. cái gì đây? Anh ơi, anh ơi, bao giờ anh có người yêu? Bao giờ tao có người yêu kể tao mày? Hỏi hoài. Tao có coi chọc máy vô trái tim của tao hoài. Trời ơi. Ai đây? Haraki Daki, ok. Anh ơi, đứng ra sau tạo dáng đi anh. Em chụp lại để em fanart. Nhớ tạo dáng nào đẹp đẹp nhanh. Được cho em, được cho em. Được chưa? Chơi game đi anh. Tới 8:20 chúng ta vô, chúng ta chơi game nha anh em ơi. Thường tôi sẽ ngồi nói chuyện với anh em tầm khoảng 20 phút á. Tự tin phá đảo cần em support nữa không? Để biết em chuẩn bị. Không cần nha Tùng. Không cần nha. Bây giờ là anh mạnh lắm rồi nha. Mạnh ai nấy chơi đi. Không, mạnh ai nấy lo cuộc sống của mình đi. Anh mạnh rồi. Anh rất mạnh rồi. Bây giờ là anh chơi được, anh tự tin là anh phá đảo được bà ngoại Danny trong vòng 30 phút nha. Ngày mai không cần Tùng giới thiệu, không cần Tùng chỉ anh nữa. Anh chơi được nha. Nghe rô chữ tục cuốn kiểu gì á, nãy giờ chưa có chửi luôn á má. Nãy giờ chưa có chửi luôn đó. Là hiểu không, lên livestream của tao là tao không có chữ tục má. Là lên livestream của tao là không có chữ tục. Nhưng mà livestream tục nhưng không chữ tục. Nói sao cho dễ hiểu ta. Là mình không có chữ tục. Nhưng mà cái livestream của mình coi vô thì nó trông có vẻ như nó rất tục, nhưng mà thật sự nó không có chữ tục. Nó không mang tính chất gọi là độc hại đó. Nó không mang tính chất mà đả kích hay là gì đây. Nguyệt Tịch Nhi. Ok, Nguyệt Tịch Nhi. Đồ này gì đây? Nguyệt Tịch Nhi. Nguyệt Tịch Nhi, anh gào hết lại đi. Chào bạn Nguyệt Tịch Nhi. Chào bạn. Cảm ơn bạn đã đồ này cho mình. Cảm ơn bạn nhiều. Cảm ơn Tùng luôn nha. Nói chung là cái livestream của tôi là cái livestream thập cẩm á. Cái livestream của tôi là nó không có một tựa game nhất định. Đó, anh em thích tôi chơi game gì tôi chơi game đó, mà tôi lên chủ yếu tôi còn nói chuyện với anh em. Mà à, hiểu không? Tôi còn nói chuyện là tôi không có chữ tục. Đó. Mà không có chữ tục, nhưng mà tại sao cái livestream của tôi nó lại tục? Tại sao? Tôi cũng không biết luôn. Không biết sao nó tục luôn. À, tại mấy cha nội comment. Mấy cha nội comment toàn gì hả? Anh ơi, anh ổn lòi lì à. Anh ơi, anh ổn đầy bì à. Còn hỏi sao nó không có tục? Hỏi sao nó không tục? Không, mình đâu có chữ tục đâu. Bây giờ mình không chữ tục, livestream của mình cũng không tục. Vậy ai tục? Dạ khán giả tục. Thôi ơi. Cho Vương Miện. Cho Vương Miện nè. Cho Vương Miện nè. Dạ, hoa hậu thông điệp thế giới. Cho Vương Miện đi ạ. Chứ là đừng vô livestream tôi kêu tôi chữ tục nhiều. Tôi đâu có chữ tục đâu. Lâu lâu lỡ miệng thật ra thôi. Anh ơi, hôm nay sinh nhật của em. Anh chúc mừng sinh nhật của em vui vẻ đi ạ. Ok, chúc bạn Yaki đây sinh nhật vui vẻ nha bạn ơi. Chúc bạn có một ngày gọi là thật lắm bên gia đình và người thân nha. Cho em order một ly matcha đá bay cái nết của anh. Nết của em đá bay em nổi đâu em ơi. Em là phải tầm gọi là chục người như em mới đá bay được cái nết của anh nha. Anh mua cái quần ở đâu vậy ạ? À? Cái quần này anh mua trên Shopee, mà cái quần này như là giá 60 ngàn à.
mua đi em rẻ lắm. Lên Shopee search quần con vịt màu vàng có nền màu đen ra cho em. Ôi từ từ, nãy giờ nhiều anh em đồ này quá. Mai phá đạo Randy em đồ này 500.000. Trời ơi Đức Minh ơi, thiệt sự luôn á, anh nhận tiền của em mà anh ngại luôn á Đức Minh. Tại vì biết sao không, tại vì tôi livestream mà tôi cũng có tiền rồi. Khi mà tôi coi lại, tôi livestream như thế này nè, anh em coi livestream với tôi đúng không, là tôi sẽ có tiền, tiền từ YouTube người ta trả về cho tôi á. Nó không có nhiều, nó không có nhiều, nhưng mà ít nhất là tôi dùng cái tiền đó để tôi đi ăn, xong rồi tôi lo cho cuộc sống của tôi, hoặc cơ bản là tôi sẽ dùng cái tiền livestream đó để tôi mua game, để tôi like lại cho các bạn coi cũng được. Nên là thường tôi nói là anh em coi livestream tôi, anh em đừng có donate nhiều. Anh em ví dụ donate 8.000, 10.000 để anh em gọi là nói chuyện với tôi thôi. Tại vì ví dụ như anh em mà muốn tôi đọc comment á, anh em donate 8.000, 10.000 lên, xong anh em viết cái nội dung lên, thì khi mà đồ này nó lên á thì tôi sẽ dễ đọc comment của anh em hơn, tức là focus vào anh em luôn. Chứ còn mà anh em comment ở trên cái kênh chat á thì tôi sẽ khó đọc. Còn nếu mà anh em comment bằng đồ này á thì tôi sẽ đọc được. Nhưng mà thật ra thì anh em cũng không cần donate nhiều nữa, tại vì tôi vẫn đọc kênh chat bình thường mà, chỉ chẳng qua là nó hơi khó để bắt được một cái comment thôi. Anh em không? Kênh chat chạy rất là nhanh nên là tôi sẽ đọc hơi là khó. Nên là đôi lúc tôi, anh em có những người người ta đồ này, tôi đọc được những comment của họ. Sao mà anh em cứ bảo là tại sao em comment mà anh không đọc mà anh lại đọc đồ này? Tại vì comment nó chạy nhiều quá. Thật ra bình thường là anh vẫn đọc comment trong bản comment mà. Anh mới đọc comment bình thường thôi. Nhưng mà khi mà các bạn đồ này lên, các bạn có cái thông báo là mình đọc được dễ hơn. Nên là các bạn, khi mà các bạn đồ này nhiều tiền quá thì mình cảm thấy là thứ nhất là mình ngại, bởi vì mình không biết làm gì với số tiền đó, đúng không? Thứ hai nữa là mình biết là kiếm tiền rất là cực, kiếm tiền rất là mệt, không? Kiếm được 1.000 thôi là đã là một cái gì đó nó vãi chưởng rồi. Mà bây giờ các bạn donate cho mình 100.000, nhưng mà mình không mang được cái gì cho các bạn hết, nên là nó bị mình bị ngại á. Thế là dù sao thì cảm ơn Đức Minh nhiều nha. Mấy bữa nay Đức Minh donate cho mình chắc cũng lên gần tiền triệu rồi á. Cảm ơn Đức Minh nhiều. Ồ, 1 triệu rồi chứ gần gì nữa. Cảm ơn Đức Minh nha. Em thách anh tắt filter và phần mềm chỉnh giọng để nói chuyện với các bạn fan trong 10 phút. À, anh ơi sao người ta gọi là trái dưa leo mà gọi gì đây, Hakari Daki. Anh ơi sao người ta không gọi là trái dưa leo mà gọi là trái dưa leo? Mỗi lần ba kêu lấy trái dưa là em đến lấy trái dưa kia mà không biết phải trái dưa đấy. Sao vậy anh? Trái dưa với trái dưa khác nhau chỗ nào? Khoan nha, để tao đọc lại cái. Anh ơi, rồi, sao người ta gọi là trái dưa? Sao người ta gọi là trái leo? Sao người ta không gọi là trái leo? Ừ, mà lại gọi là trái dưa leo. Mỗi lần ba kêu lấy trái dưa, em nghĩ đến trái dưa kia mà không biết trái dưa đấy. Sao vậy anh? Trái dưa với trái dưa khác nhau chỗ nào? Tao đọc xong tao khờ luôn rồi. Từ từ nha. Cái vấn đề nó không phải nằm ở cái chỗ mà tại sao trái dưa leo nó tên là trái dưa leo, mà cái vấn đề là tại sao ba em lại đọc trái dưa leo là trái dưa. Không, cái vấn đề nó nằm ở đó đó, chứ không phải là vấn đề nó nằm ở cái tên gọi của trái đó em ơi. Cái vấn đề là nó nằm ở chỗ là ví dụ thay vì kêu đưa trái dưa leo thì mình đi đưa trái dưa leo, mình đi lấy trái dưa leo, tại sao lại kêu đừng lấy trái dưa? Cái vấn đề nó nằm ở đó đó, hiểu không? Hiểu không? Trời ơi, tao đọc xong tao mất mấy phút này tao lót luôn á má. Em đồ này ít mà có nhiều đâu anh. Trời, 100.000 nhiều lắm Đức Minh ơi. Cảm ơn Đức Minh nhiều. Trời, đối với em không biết ít hay nhiều, nhưng mà đối với anh nó nhiều lắm. 100.000 đối với anh nhiều lắm. Cảm ơn Đức Minh nhiều nha. Ok, rồi. Thôi, mình sẽ vô game luôn nha anh em ơi. Vào game. Này. Alo. Alo, 1 2 3 má alo. Alo. Alo, em alo, nhớ số. Em mở phòng sao vậy? Yo, what's up? Ok, anh em ơi, đợi xíu nha, tôi mở stream top top rồi đó. Đây, giới thiệu với anh em, đây là GB, anh em của mình. Hôm nay mình chơi game này, mình thấy nó hơi rén xíu nên là mình mời anh em của mình vô anh em ạ. Em cũng rén anh ơi, anh rén em cũng rén anh. Ôi, từ từ nha. Ủa làm sao, ủa cái game này sao tôi nhìn, tôi tìm không thấy nó ta. À đây, escape the backroom đây. Đây, setting, anh em chờ xíu cho tôi, để tôi setting lại cái. Ôi trời ơi. GB ơi, tao nghe cái tiếng nó kinh quá GB ơi. Cái tiếng nó sợ mà nó giảm tiếng xuống. Ok, hello tất cả 500 anh em ở trên top top nha.
Chào anh em, hôm nay chúng ta sẽ đến với tựa game The Backroom anh em ạ. À. Ôi rồi từ từ anh em ạ. À. Tôi like nhầm rồi, tôi like nhầm cửa sổ rồi. Anh em chờ tôi tí nhé. Ok, hello, chào anh em nhé. Rồi, chào đây game like chapter. Sigo nha. Escape the Backroom. Anh vô chưa, anh vô chưa? Đây, anh vô rồi. Ê, ê, mời sao vậy, mày mời tôi chứ. Đây, 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 để em mời, để em mời. Em mời chưa? Rồi, chưa, à đây, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Đây, okay, bây giờ là bấm vô play game thôi đúng không? Đúng rồi, anh bấm vô đi. Rồi, ok, ê, game này chơi làm sao anh? À, nó có 4 mức độ anh, easy, normal, hạt với lại nightmare. Easy, normal, hạt với lại nightmare hả? Chơi normal đi, normal đi, normal đi, normal đi. Ok, tạo không hồng rồi, giờ vô thôi anh ơi. Ok, ready up nè. Vô, 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 vô. À, khoan, khoan, từ từ, bật live stream á. À không, 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 ý là cứ vào đi, cứ vào, anh quên. À, tôi quên, tôi quên, tôi quên, tôi bật live stream tốt tốt thì chúng ta công nghiệp tí anh em YouTube, anh em bên IT cho tôi phép công nghiệp tí nhé. Xin chào tất cả các bạn ở trên TikTok thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với một cái tựa game mới ở trên kênh livestream của Huỳnh Thiên Tân, còn gọi là một nhánh DN, đó chính là tựa game The Backroom. Ok, khỏi dàn quảng cáo dài dòng vào luôn. Anh em nào muốn biết The Backroom là gì lên trên mạng anh em cha là biết ha. Rồi giờ hôm nay chúng ta sẽ chơi The Backroom nha anh em ơi. Ủa chết rồi anh Go ơi, anh đâu vậy? Mày đâu? Ủa anh đâu? Ê khoan, sao cái game này chết nó blur ghê vậy? Sao nó cho anh em? Ây da. Em bấm nhầm anh Go ơi. Tao lại cái bấm nhầm. Rồi, từ từ. Để anh Hòa, để anh hả? Ủa cái xóa cái blur ở đâu vậy ta? Ơi, cái blur. Anh sẽ tin lại đi. Sẽ tin rồi. Mời. Gào thét tên đi, chào bạn Kim Suzy nha. Cảm ơn mẹ nó coi đồ, đã coi livestream của mình nha. Cảm ơn mày nhiều. Ai vậy anh? GB em ạ, GB em ạ. Trời nghe giọng nó trầm không? Trầm quá chữ luôn, nhưng mà nó nhỏ hơn tôi anh em. Để bữa nào tôi chỉ GB tha hóa, tôi chỉ nó cách dùng Glowfish. Thôi không dùng đâu, không dùng nó đâu. Rồi GB ơi, mời chưa? À mời đây rồi đúng không? Em mời. Rồi. Anh tết tin chưa? Anh chỉnh tiếng, chỉnh hình ảnh chưa? Chỉnh hình ảnh rồi, chỉnh tiếng thì chưa, tiếng to quá. Chỉnh đi rồi vô, không nó hù á. Đây. Ủa nó hù hả? Game này có hù hả? Có anh, hay ghê lắm, nhiều quái lắm. Holy shit, cậu ok, ready up. Vô. Rồi vô. Em chào anh rồi, chào bạn Bảo Ngọc bên top top nha. Nói giọng thật đi không nha, Thiện Ngô bên IT nha. Mình nói giọng này cho nó vui em à. GB là ai anh? GB là một người em chơi chung với mình từ xưa anh em ạ. Ôi may quá GB à. May mà anh đổi tên rồi à, há đấy chứ anh để qua tên cũ lên livestream chắc bị ban chim rồi. Ủa để tên cũ là gì anh? Chùm bóp. Chùm bóp à. Rồi. Sao mặt căng gì anh? Căng chứ em, trời game này căng lắm. Ui ôi, nhưng mà game này nó có cái độ blur nhất định nha, nó hơi khó nha mày đâu rồi GB. À đây, thấy mày rồi, Em chỉnh tốc độ chuột cái. Ê. Ui ôi, cái nhìn nó ghê vậy, mặt mũi anh đâu? Mặt mũi mày đâu? Mày cũng y chang anh á. Ủa em cũng vậy à? Ừ. Ủa em, anh bận đồ bảo hộ nè. Em ừ, mày cũng bận đồ bảo hộ nè. Ê là bây giờ là mình đi kiếm cái gì vậy? À. Anh ơi, nhìn không gian nó thấy ghê quá anh ơi. Nothing doesn't want us to escape exit. À bây giờ mình sẽ đi kiếm một cái van để mình out ra. Anh đọc cái gì đấy? Nè, đó đọc đi. Khoan từ từ. Con này là con gì vậy? Ở đây motion blur, tắt cái motion blur đi. Đức Minh, vậy từ nay em sẽ donate 20.000 thôi. Cho em donate 8-60.000. Ok, cảm ơn Đức Minh nhiều nha, cảm ơn Đức Minh nhiều. Tao gọi đây. Đây này, cảm ơn Đức Minh nhiều nha, cảm ơn Đức Minh đã đồ này cho anh 20.000. Đâu rồi? À đâu 60 chứ, mới 60. Đâu, bây giờ. Mình đi kiếm cái gì đây? Mình đi kiếm cái gì? Anh đọc lại cho em cái. Bây giờ là mình đi kiếm cái van để mình chạy. À. Và, ủa, anh ơi, ở đây cái con gì nè? Có, đó, ủa đâu? Ủa mày đâu rồi? Ủa? Nè, em sao luôn, anh quay lại. Đây, nó vẽ cái con gì trên này nè, đây là con gì ấy? Đâu? Nè. À, con này là con quỷ, con này nó không muốn mình thoát ra khỏi đây, con này không muốn mình thoát ra khỏi đây. Anh em đi lẹ anh ơi. Không biết trong đây có nhện không nhỉ? Trời ơi, tôi lựa game không có nhện tôi mới chơi. Tôi khôn lắm, tôi lựa game không có nhện tôi chơi đó. Không gian đây ghê quá à. Anh nói yêu mưa đi, yêu mưa nha. Rồi ok. Rồi ê GB chờ anh nhé. Dạ anh chỉnh, anh chỉnh cái gì đây? Không, đâu có chỉnh đâu, tại vì mày đi nhanh quá. Anh ơi, đây nhiều phòng quá à. Bây giờ mình phải đi kiếm cái van. Cái van á. Ừ, mình phải kiếm cái van để mình no clip qua bên tầng 2. Cái van là cái hầm hay là cái gì anh? Hố là cái gì vậy? Cái van là cái cống. À, cái van là cái cống à. Ờ, okay. Anh ơi, biết nói tiếng Việt không? Mày biết nói tiếng Việt không rồi B? Biết tiếng Việt, biết cái này, biết chút thôi. Hét tên đi, chào bạn em đi. Chào bạn, cảm ơn bạn đã comment và follow trang top top của mình nha.
Anh em nào ghé quan trong TikTok của mình, anh em để lại một follow giúp mình nha anh em ơi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok. Ơi mấy phòng này ghê mày ơi. Ê biết vô. Bây giờ mình biết gì vậy? Đi trong mấy phòng vàng vàng này ghê quá. Ê nhảy qua đây được không? Không được. Anh mày nhảy thôi kìa. Bây giờ mình chia ra đi, mình chia ra đi cho nó dễ anh. Chia ra hả? Cũng được. Mình chia ra mình đi. Mình chia ra mình anh đi bên đó đi, em đi bên này cho. Ê khoan, anh nhớ game này nó có mic mà đúng không? Ui anh ơi, cái gì kìa? À rồi. Đang. Đó cái gì kìa? Cái này là cái gì nè? Ui. Lại con thử. Ơ đây. Ủa sao phải không? Có khoảng đen vậy? Ủa phải không? Ủa sao cái này là cái ghế à? Cái này là cái gì đấy? Ơ đây. À cầu thang. Cầu thang đâu? Nè, đây. À hiểu rồi. Cô đi chi qua chào hết nha, chào bạn. Đây, hiểu rồi. Ôi ôi. Làm sao anh? Ép. Rồi lên được, đủ rồi. Ai à, lấy được chìa khóa rồi GB ơi. Anh lấy được chìa khóa rồi. Đi kiếm cái phòng à? Oh shit, ôi giờ đi kiếm cái phòng à, phòng đâu? Ủa chìa khóa nằm đâu vậy? Anh lấy rồi. Ok. Anh chuẩn bị hù hả? Trời GB hù anh thôi chứ ai hù anh nữa. À tao đây đi không được GB ơi, cho mày đi không được. Em còn sợ mà, bên này anh ơi. Ở đây nó không có thanh stamina đúng không? Chạy thoải mái đúng không? Không, nó chỉ có cái độ tỉnh táo thôi. Nhưng mà độ tỉnh táo anh tuột xuống là khó ấy. Ủa mày coi cái độ tỉnh táo ở đâu vậy? Sao cái màn hình của anh không có cái gì hết á? Màn hình của em không có cái đó, nó ẩn đi anh ơi. Ủa? Lô, nhà xe ô? Cửa đâu thế? Có ai đây không? Ê đừng có ai ở đây nha. Có tao với mày là được rồi. Có người nữa anh à. Em sẽ spam cho đến khi anh rep. Ừ chào bạn Mai Phạm trên IT nhá. Chào bạn. Mỏ anh Bình Dương, anh Chu anh thử đi. Mỏ anh là mỏ bị chó táp đó giờ em ơi. Mỏ này là cái mỏ trời ban đó em. Anh ơi. Hả? Em có cái cảm giác giống như có ai sau lưng mình á. Mày anh đang đi bình thường lắm, mày đừng hù anh. Ngô ơi. Em có cảm giác như ai sau lưng mình á Ngô ơi. Ê em chạy nha. Ê chơi game này chơi hai người còn đỡ má. Chơi mình tao chắc tao ngồi tao hét bây giờ rồi. Chuẩn bị hết hồn này, sao mà hết hồn được. Ôi cảm ơn các bạn bên TikTok đã donate cho mình nha, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ờ từ để mình coi nè, từ từ em nhé. Ờ đợi trước rồi bây giờ. Để anh bật livestream TikTok trên điện thoại để đọc comment của các bạn luôn. Này anh ơi, nó sắp tới rồi anh ơi. Ai tới? Em không biết. Em có cảm giác ai. Ui. Đây. Ui. Sắp... Anh mới nghe tiếng gõ cửa không? Ủa đâu, gõ cửa đâu? Em mới nghe, anh không nghe hả? Không, không nghe đâu. Ôi, nó mới gõ cốc xong kìa. Hướng nào vậy? Sau lưng mình. Sau lưng em mới nghe nó gõ cốc không. Xong rồi nó mở cửa, em nghe tiếng mở cửa luôn. Ê, GB ơi, hãy bà GB ơi. Ôi. Nó sau lưng kìa. Qua đây GB ơi. Đâu đây? Anh đâu rồi? Ôi, chỗ này chui vô không được. Đâu rồi? Từ nó đâu? Chốt. Ui, tới sau lưng đi. Thấy chưa, em nói anh đi lẹ lên rồi, em nghe tiếng gõ cửa mà. Ủa, tiếng gõ cửa nó gần hả? Ừ, hồi nãy em nghe cốc kìa. Ủa sao em nghe sau lưng mà nó xuất hiện trước mặt ta? Không biết. Từ. Bây giờ đi kiếm cái cửa, anh có cái chìa khóa nè, bây giờ đi kiếm cái cửa mở ra thôi. Mày ghê quá anh, đi trước đi, nãy em nhìn nó ghê quá à. Sợ. Ủa mày thấy mặt nó luôn hả? Anh thấy. Anh chưa kịp thấy gì hết là đã chạy rồi. Nó đang thui thù lùi hả? Ê chỗ tối. Ui, có khi tối nào, ơi. Có khi nào chỗ này có cửa không ta? Anh ơi em cũng. Ê này cái ven. Lẹ. Sao luôn. Mở đi. Mở không được. Mở đi luôn. Chìa khóa đâu? Ở đây đâu có lỗ đâu, đút chìa khóa vô. Ờ phải kiếm cái cửa vậy ta. Ê tao bật cái táp lên, cái chìa khóa nó mất luôn rồi mày ơi. Ờ kìa, có nào hồi nãy chạy xong gớt không? Sao mà chạy gớt được, tao đâu có treo trong quần đâu. Chứ anh để đâu? Ai biết. Khi nào anh mới chơi là cái trò mà chị Mai và anh, cái trò hôm bữa anh với chị Lai mới chơi trên Lai á. Ờ chưa biết em ạ. Ờ GB ơi, có cái trò mà Pacify á, em biết không? Pacify em không biết anh ơi. Ồ, để bữa nào anh rủ mày vô chơi, bữa anh với Ruby chơi giờ đó phá đảo không được. Okay, ê có cái ven này là nhìn vô cái ven đó đúng không, anh em chui vô cái ven đó đúng không ta? Không nhưng mà mình thoát ra đây nhanh nhanh tí được không?
Ủa trước mặt có gì đen đen kìa. Ủa trước mặt có gì đen đen kìa. Đó, đó, quá. Đó trước mặt đen. Đó thấy không, màu đen kìa. Không, cái đó cái đó cái khe này anh chưa thử không được. Ủa coi thông tin hiện tại của mình đâu vậy? Ờ, à, bấm chữ Y. Y nhắn á. Cái chìa khóa của tôi đâu rồi? Ê, anh thấy em nghiêng nghiêng qua không? Hả? Đâu? Nghiêng thôi. Nghiêng chưa? Ủa nghiêng rồi. Ủa sao thấy mày đứng thẳng vậy? Em thấy mày thấy nghiêng không? Không, em bấm E quy để nghiêng á. Ui, em lỏ rồi. Nhớ trời ơi, ê từ từ em thấy có gì đây. Ơ, sao mình lại về chỗ cũ rồi? Ừ thì đi vòng vòng thôi, về chỗ cũ mà. À nhớ rồi, giờ sao? Ủa sao anh mất tiêu rồi? Đâu rồi? Mày đâu? Anh đâu? Đây. Ôi, cái tiếng ngon cửa. Ôi. Chạy. Chạy, em chạy trước đi. Lát em ơi. Ôi. Ôi. Anh chạy rồi, chạy rồi. Chạy đi em. Sao rồi, mày đâu rồi? Nó lụm em rồi. Ui. Con nó chạy nhanh lắm, phải lát, đừng chạy thẳng. Từ. Để anh kiếm đường qua cửa tiếp theo, chắc qua cửa tiếp theo mà được rồi xin á. Em đang chạy, em đập cái đầu vô tường ấy, bắt cái lụm em luôn. Mày chạy đâu, mày không chạy, mày chạy vào tường thì thua thôi. Ê, anh nhớ cái chỗ đây, cái chìa khóa nha. Sao nhớ được? Nhớ. Cái mê cung vậy. Lẹ anh ơi. Này nè, cái chỗ đó cái chìa khóa đây nè. À đúng rồi. Ủa mày đang quan sát anh đúng không? Mày đang quan sát anh đúng không? Ừ đúng rồi, em thấy anh. Không, mất cái chìa khóa rồi. Ui vậy là nãy tao lấy cái chìa khóa rồi. Mà cái chìa khóa nằm đâu đấy? Này không biết nữa. Ủa coi kho đồ coi. Nè bấm kho đồ lên, không có. Không có chìa khóa. Chết rồi, vậy giờ sao ta? Mà cái van nãy có cái van này xong chui vô được. Không biết. Ở cái cửa đây đúng không? Không phải mà. Ê hồi nãy em có. Ôi anh lại chỗ em coi em có gớt đồ ra không. Ui tôi sợ lắm mày ơi. Quá vậy đang đi vòng vòng đó. Ê sau lưng anh. Quạt vòng lại. Ừ bên phải. Ủa à em nhìn nhầm. Cửa đâu ta. Nãy em có để dư mấy cái miếng gỗ trong người á. Giờ mày không lấy ra mày đập đầu nó đi. Không được, em lấy không kịp. Em nói chạy không à. Nhìn mặt anh khúc bị dí vui quá, anh cho nó dí tiếp đi. Không ai siêu gà, tôi cho GB dí hay tôi được anh em. Ê mà GB, mày ăn ở sao mày giờ thằng dí mày không GB? Em không biết nữa. Anh hỏi em anh chạy không à. Đâu có, hồi nãy là anh đứng sau lưng mày sao luôn á. Là con quái dí. Đây. Ủa? Rồi sao? Ủa? Đi qua đây. Ui. Cái gì đây? Ủa sao lướt xuống đây rồi? À hình như phải nghiêng lại hay gì ấy. Ủa mày được rồi xin không cơ bé? Em không biết nữa, hình như anh phải qua phòng á, bắt đầu em mới trở lại thôi. À đây, mũi tên này. À đi theo mũi tên. Ờ đi theo mũi tên coi. Ê bây giờ có nên đi theo mũi tên không ta? Một là đi theo mũi tên là mình sẽ có kiếm được đường ra. Hai là chỉ mình tới chỗ mấy con quái vật. Không, nó sẽ chỉ mình đường ra đấy, anh cứ đi theo nó. Chắc không, anh đọc trên wiki là trong bắt lum này mình không nên tính gì đâu ba. Hả? Đây này mũi tên nè. Cứ đi anh ơi, anh chạy nhanh mà. Trong đây đúng không? Rồi. Ở đây nè. Ui. À, lục coi có đồ không, lấy. Không lục được. Anh đi vô cái phòng tối tối dưới thử. Được không? Không, này đừng cục. Giọng giống anh Siro vãi, trời giọng giống đâu. Tính ra giọng nó chậm hơn giọng tôi nhiều luôn á má. Giọng người bên nó chậm lắm. Ui đây rồi. Anh phải đi vô luôn, À hiểu. À đây em. Ui sao nghe thấy ghê. Ui nghe tiếng ghê vậy mày đâu rồi. À đây rồi em, tôi quay lại rồi. Ủa cái chỗ này như là chỗ này mình qua đúng không? Đúng rồi nhưng mà nghe ghê quá anh ơi. Ui bố thọ nghe cái tiếng ghê. Mình cũng phải đi lẻ nào, mình phải phát ra đây lẻ. Anh có like trên DT không? Có. Mình like trên kênh Siro Gaming nha bạn ơi.
Còn các bạn ở trên IT thì mình đang like trên TikTok kênh Huỳnh Thiên Tân một nhắn DN nha các bạn. Anh go ơi. Gì? Bấm C. Alo. Huỳnh Trân 2 Pro nhớ tôi không? Nhớ chứ, hôm qua mới donate xong sao không nhớ được. À, này là đưa thẻ ra đúng không? Cầm đây. Gặp nó mình đưa ra cho coi. Anh đưa tay lên. Tôi xin tuyên bố này bị bắt. Rồi, đừng bắt em kiếm đường ra đây nữa. Ơi đây. Anh ơi. Đâu. Vô. Ê, đèn biến. Đèn biến kìa. Nó càng đựng nha. Anh mở mấy cái thùng này được không? Đây rồi, đèn biến nè. Không được, thùng này mở không được. Ê, mày lụm đèn biến chưa? Rồi, em có rồi. Số 1. Sao anh bật cái đèn pin mà anh bật bằng hai tay vậy? Anh bật bằng một tay thôi được. Ủa đâu? Như anh đang cầm túng vậy. Ủa, mày cũng vậy. Cầm một tay được không? Ủa phòng này chưa vô anh. Đây còn phòng. Ơi khoan, như có gì trước mặt phải không rồi bê? Anh vô ơi, vô phòng nè em. Đâu. Đây còn phòng nè. Ui, nước. À, còn bình. Còn cái đèn pin nữa kìa. Đây nè, bình nước này uống là hình như là cái não mình đúng không ta? Để anh uống thử bình này coi. Có cái não mình tăng lên không? Thôi để dành đi. Anh uống cũ nữa rồi. À bấm B lên đi rồi bê ơi. Em thấy cái não của em nó đang full thanh không? Bấm B hả? Y ngắn. Ồ đúng rồi. Nó đang mất một xíu à. Ờ đúng rồi. Hình như cái não mình mất nhiều là mình sẽ bị gặp cái vấn đề gì á. Ok. Giờ đi anh đây. Ôi nghe tiếng ghê vãi. Thề nghe trời tiếng ghê vãi. Anh đừng có chớp. Từ anh cứ chớp chớp rồi. Anh đâu. Này có thêm người vô nghe hét, nghe ông hét à. Rồi đúng rồi đó. Sau lưng nè. Ủa. Ê bên này có cái cửa khác nè, bên này có cái cửa lạ nè. Đâu. Bên đây. Ơ lên. Hả? Tiếng gì đó? Tiếng gì? Đâu cửa. Ôi mới nghe tiếng gì vậy? Em nghe tiếng tinh á. Ủa anh không nghe hả? Tinh không, anh nghe tiếng tinh tinh của đồ này tóc thôi à. Ok kìa. Ôi cảm ơn bạn Lê Thị Ngọc. Lê Thị Ngọc đã đồ này cho mình trên tóc nha, cảm ơn bạn nhiều. Ui siêu xe nhiều lắm rồi bê ơi. Game này ghê lắm. Lấy chiếc chạy đi anh ơi, lấy chiếc chạy. Ui. Mà vào tay anh như game hài vậy. Trời hài đâu em, nãy giờ sợ cũng xóm quần luôn nè. Ê này mở được không? Được. Lấy chiếc đồ. Ủa, mình phải vào đây mình có cái gì đó chứ, mình mới vào đây chứ. Ê chỗ này là cái gì vậy? Đó, ủa mày đâu rồi? Đây nè. Quay Azu, ở đây. Chị đi hướng này. À này chị đừng exit mày ơi, chị đừng exit. À không, đó là cái chỗ để mình ra, mình sẽ kiếm chìa khóa xe. Em nghĩ là mình phải kiếm chìa khóa xe nè. Xong mình lấy cái xe mình chạy đi á. Chắc không? Chắc. Giờ mình cứ mở cửa đi, mở hết cửa đây đi. Cứ mở đi. Ôi mà mấy cái kho này nó ít quá. Ê đèn pin hết pin không ta? Hình như có á. Không, từ. anh đâu thấy đèn pin hết pin đâu. Sao em lụm được ấy nè. Lụm được gì? Ba cái. Ôi ba cái đèn pin. Eloroka ba cái đèn pin. Để cứ lấy đi. Lô nhớ xíu. À đây lon nước nè người ơi. Anh mày mở đường lon. Anh uống rồi, uống rồi, mày lụm hai lon, mày lụm hai lon nha. Anh nãy uống rồi. Rồi em lấy lon. Mẹ thề tiếng ghê vãi chưởng, thề. Ừ, tiếng ghê lắm. Ấy có bình của quả lấy được không? Không, ủa mà sao đi vòng vòng đây không vậy? Trời ơi. Ê, không, cái thằng kia có hai cái cửa kìa, anh mở hai cái cửa đó đi. Hai cửa bên này nè, bên trái nè. Khoan, từ đây nè. Check everyone ID, don't trust them. Ui, từ. Ơi anh biết con này rồi, con này là cái con gì à? Cái con gì mà skin gì nè. Cái con này là cái con nó giả dạng được mình, nó giả dạng được mấy anh mình. À. Chết rồi, chị giờ sao ta? Cái này cái gì đây? Đèn máy. Ê em vô đây em lấy đồ nha. Ôi tôi chết rồi. Bấm nhầm. Anh ơi, ơi. Ôi tao bấm nhầm, tao uống hết hai lon nước rồi. Ờ kìa. Rồi xong luôn. Ủa cái này bấm không được à? À được nè. Đây. Không bấm được á. Này bấm mật khẩu, này bấm mật khẩu. Hình như phải anh đi kiếm mật khẩu rồi bê à. Anh có biết không anh bấm gì? Không, anh không biết anh mới bấm đó chứ anh biết anh bấm mật khẩu nãy giờ rồi. Mật khẩu này là đỏ xanh
À, hai màu xanh một màu vàng. Ủa cái xe hồi nãy màu gì anh nhớ không? Đỏ lục tím vậy không? Không nhớ. Ê vô vô coi thử, vô coi thử, vô coi thử. Ê coi coi mấy cái xe bên này nè, bên này có mấy cái xe nữa nè. À là đi đi đếm xe à? Ừ em nghĩ là xe là mật mã để mình giải cái đó đó. Ui rồi. Này trong đây có mấy cái xe nè. Rồi màu đâu? Từ qua bên kia coi màu cái. Nhớ nhớ. Đó, không có màu sao ấy? Em nghĩ là mình phải nhớ màu xe. Đi 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 đi. Đi 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 đi. Chờ anh ghép, đây anh ghép rồi em ơi, mà đọc tên không kịp nha em ơi, comment chạy nhanh quá. Ôi em mày đang tập trung lắm em ơi, anh gào hết tên đi. Chào bạn Nancy bên top top nha, chào bạn. Những màu nó không có liên quan anh ơi, đây có màu cam rồi, màu gì màu xanh lam nè. Ủa cái cửa, à cái cửa hầm xe bên đây à? Ừ bên đó đó. Hay là bây giờ mình phải đi tìm mật mã nha. Ừ đây, để em đi lại lục mấy cái phòng đó tôi có. Có cửa nào mình chưa mở không ta? Ừ cái này màu vàng. Không không, mình như đi mở hết cửa rồi đấy. Ok ok. Nhìn trên trần nhà không? Ê mày nghe cái tiếng tinh 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 không? Có, em có đi qua chỗ nào nó sẽ nghe lên, nó sẽ kêu lên. Như là đi qua bóng đèn á. 1, 2, 3. Chào em đi anh, chào bạn em bé bị flop nha. Trời đất ơi ông nội ơi, ông đặt cái quả tên quá trưởng vậy. Anh cười ma mị đi. Mình Huỳnh Trân, chừng nào bị ma hồ nhớ hét tên tôi nghe. Chi vậy bà nội? Trời ơi, có bị ma hồ tôi hét tên GB chứ qua cứu tôi chứ. Khéo tao hét lên. Giờ em giải đại nha. Ừ giải đại. Ôi nhưng mà tổ hợp nó hơi nhiều nha. Tổ hợp nó hơi nhiều số đấy. Trời trời không chắc. Giống ai thằng ăn trộm đang mò vào khẩu nhà. Được không? À 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Ừ. Trong đây có cái van nè GB ơi. Nãy giờ mình chưa check cái van nè GB ơi. Đâu anh vô check đi coi nó có cái gì. Em nhìn sợ quá anh ơi. Trời ơi tôi chơi đường sợ mà bạn. À cái van này là cái van nãy mình qua GB à. Coi chừng nó giả giống rồi dí anh đó. Không sao không sao không sao không sao. Giả bộ chào em đi, chào bạn bé yêu bên top top nha, chào bạn. Gào thét tên đi chị Bảy, chào bạn Dân Min. Ui gào thét hoài mini, tội giọng tôi đang bị khen lắm á má. Ê GB ơi, sao giống như có con nào nó bò trên nóng thông gió ấy. Đúng rồi. Ê em đang nhìn số, cho nên lúc mà sai nó sẽ hiện số ra. Số gì? 369 bên này. Được không? Khoan từ từ để em làm lại nha. Ừ, hơi khó anh ơi. Không căng có dữ liệu gì em khó giải quá à. Phải có một cái gì đó đó. Ừ tổ hợp hơi căng từ từ. Bây giờ mình đi coi. Mình đi coi hơi hậu. Xin chào anh trai anh em vô hơi trễ. Không em ạ, tại hôm nay anh trứng lên like, anh like sớm. Hay là mấy cái bình cứu quả nó có cái gì ta? Không biết nữa. À không, mình cứu quả không có quét gì hết thề. Chết rồi, khó quá ta, bí quá ta. Có mấy chiếc xe à, mà nhìn mấy chiếc xe sao giải được. Nó màu nó cũng lộn xộn nữa. Ta, ê, thử đi lên mấy chiếc xe kiếm coi, thử đi lên mấy chiếc xe kiếm thử. Anh nghĩ là phải có số ở đâu đây. Ừ, đúng rồi. Để em qua đây em coi, à có biển số xe thôi. Còn biển số xe. Rồi, không có biển số xe luôn, xe không có biển số luôn anh à. Phải nồi à. Ha đi nè anh ơi, còn một cửa chưa mở là cửa vào team go. Quỷ à, tôi chơi game kinh dị mà con ta thính được nữa thề. Nhỏ xuống. Bị số xe không? Không có. À, 1. Ở đây. Từ. Không rồi bê ạ. Cái này nó không phải là game giải mã thông thường rồi bê ạ. Cái đó là sao anh? Nó là game đi tìm dữ liệu ấy, bây giờ mình phải tìm dữ liệu. Từ, để em thử lần nữa. Ok. Chết rồi, chết rồi, não anh tụt hơn nữa. Uống nước vô, Ui ôi, não anh cũng tụt hơn nữa nè. Trời ơi, mụ nội đó thề, nghe cái tiếng nó giống như kiểu có cái con nào đang bò ở trên ống thông gió này mà nghe kinh vãi thề. Hôm nay có gì không? Ui giật mình. Huỳnh Trân để biết khúc đó bị hù tại đang che máy tính coi không? À
là bị hù là kêu tên Quỳnh Trân lên để Quỳnh Trân coi livestream đúng không? Ok. Đi làm việc đi Quỳnh Trân ơi, để có gì à bị hù à tôi kêu ra. Ui, em giải được rồi. Alo. Vô luôn ơi. Ủa sao bao nhiêu vậy? Sao mày giải được vậy? Em không biết nữa, em giải đại, em nhìn mấy chiếc xe em giải đại. Vô. Alo, này ghê ta, này ghê ta. Bấm nút. À đây rồi. Em biết nó có liên quan tới mấy chiếc xe không nữa. Đâu rồi, thằng em tôi giải được rồi. Ê, ôi em nghĩ em bấm rồi, ô qua màn luôn này. Qua màn rồi. Ôi đỉnh vãi. Ủa chưa? Rồi xong. Gì đây? Ê nó ghi dòng gì dưới kìa, em không hiểu. Hình như là nó nói về cái việc mà mình bị mất cái À do mình đạp vô nước nhiều hả? Hình như đạp vô nước á. Đi đụng nước nhiều vậy thôi. Đâu có, anh đâu có bị. Không bị á. Ê cậu B, từ. Hồi nãy em kêu bấm cái nút nào để đưa cái thẻ ra vậy? À C C. C hả? Từ để check ID thôi. GB, em thấy tên anh không? Thấy anh là A Há. Ờ ok. Bây giờ hai đứa gặp nhau là cứ đưa thẻ ra nha. À đúng rồi. Ừ. Đưa thẻ ra để vậy. Mở không được à? Mở được anh ơi. Không cứ lại. Lút đồ anh ơi. Lút đây. Ở có đèn pin này sao không lấy? Em cầm ba cái không người. Mà nãy giờ em đâu có dùng không? Đây, mở đèn pin lên cho sáng ba. Chú ý màu xe anh. À thế à. Ôi thế là GB đúng rồi GB ơi. Đi. Chào siêu nhân chị Bảy. Chào các bạn trên top nha. Cảm ơn các bạn đã donate cho mình. Anh gào thấy tên đi. Chào bạn SpaceZ trên top. Không ở đây. Ôi, gì vậy? Bên đây. Sao mày không vô phòng? Anh đâu rồi? Tao vô phòng rồi, không mày đâu? Có nghe, sao anh đừng kêu em? Ôi trời ơi, tao kia đi vô phòng mà, sao mày chạy qua bên đây? Chạy vào phòng. Ôi, Thingy is me, gào thét tôm đi, chào bạn Thingy is me á. Ngày mai sinh nhật em rồi, ừ chúc sinh nhật bạn Duy ở trên top sinh nhật vui vẻ nha bạn ơi. Ngày mai tôi không đi ăn sinh nhật bạn được, mà tôi chúc sinh nhật bạn được. À, như phải đi qua cái cửa kia để chắc GB à. Thử coi nó đi đâu anh ơi. Nó bên kia kìa, chứ sau gì mình còn phải đi vào trong đấy thôi à. Ok. Từ. Giờ mình sao? Giờ mình đi qua đường này hả? Từ, bây giờ chờ nó đi trước đã. Ok. Anh, nhiều khi mình chạy nó mới phát ra tiếng động to ấy, nó mới để ý thôi sao anh? GB có tuyển vợ không anh? GB đang ế lắm em ạ. Ai chưa có người yêu cứ hỏi nhé. Ơ GB có người yêu chưa nhỉ? Chưa. Ôi, chưa thì thôi. Một mình ở đây. Mấy anh em FA trên giá lại có cơ hội rồi. Em ơi, từ GB. Nó đang này. Có cách nào bay lại đập luôn không anh? Có cầm đèn pin chọi nó. Có cách nào cũng lụi luôn không? Rồi, ba. Ok. Ôi, chìa khóa này. Ok, lấy. Đây, mình có chìa khóa rồi. Kiếm nước. Ôi, chìa khóa nữa này. Mấy cái gì vậy? Hai cái hả? Hai cái, mày giữ một chìa, từ từ. Chìa khóa của mày là chìa khóa gì đấy? Ô, à, lúc chìa khóa như... Em đâu có cầm đâu. Lúc chìa khóa hình như là không có hiện. Không hiện lúc chìa khóa. À chỉ lại cái cửa nó tự mở cho mình đó. Lần đầu coi livestream bấm vô cái nút like em ơi. 7.000 view mà có 4.500 like em mới đi. Bấm vô nút like giúp tôi nha em ơi. Anh em bấm vô cái nút like xong bấm vô cái nút subscribe, bấm vô thông báo để lại nhận thông báo mỗi khi tôi livestream nha anh em. Cảm ơn anh em nhiều. Rồi GB nói kìa GB ơi. À, ngồi cu. Gì vậy? Em bị kẹt chống cửa. Tao đi vô ngoài luôn, tao còn chưa cứu, mày đứng ở trong mày chưa cứu. Từ, em làm lâu nữa cái não não em sắp đấy rồi.
Ê, nó đâu rồi? Quên ơi, làm sao để uống nước nước vậy? Qua đây rồi bé ơi, em bấm số 2 xong rồi cái em uống nước, em bấm chuột rồi chuột trái. À ok. Hani nè, GB bao nhiêu tuổi vậy anh? Rồi, không biết rồi. Ê à. Thấy bà rồi. À, không biết luôn hả trời. GB bao nhiêu tuổi ta? Nay 19. À 19 anh em mà đủ tuổi rồi. Ê, cửa sắt nè, ở đây có cửa sắt này. Đâu? Nè. Ê, đút vô. Đút chìa khóa. À, mình đủ chìa khóa rồi. Phải đút đủ ba chìa. Đâu nhiều lắm ba, nhiều lắm. Đây còn một chìa đây nè, lụm, đút. Ủa lấy đâu ra nhiều vậy? Không biết nữa. Ê, còn cái lỗ nào để đút chìa khóa không vậy? Ừ, để em coi, em lục á. Ở đây có đèn pin nè. Ê, còn cái lỗ đút chìa khóa không đi? Không biết nữa. Như thế rồi. Có cần dặn hay gì không? À, phải dặn. À, phải dặn đi. Đây rồi. Mở rồi, vô anh. Ui. Qua màn luôn đây. Ui. Ui, trộm ơi, ngon. Ui, ai vậy mình đỉnh vãi thề. đỉnh mà. Ê, mất cái đèn pin nữa rồi. À đây, đèn pin này. Alo, nhắn xíu. Đây, cửa mình vào rồi đúng không? Game ảo vãi, ừ game ảo mà. Ui game là ảo rồi em à. Anh đọc tên đi, chào chú Tế Weibo nha, chào bạn. Ê GB ơi, chỗ này ghê quá GB ơi. Sao ghê anh? Ui mà chỗ này nhiều nước lắm. Này từ từ này. Đây em tí anh rồi. Rồi. Anh đi xung quanh tí đi, đợi em chút. Nín thở chờ anh ghép chào Như Nguyễn nha. Chào bạn khủng long xanh. Sao anh không ghép tên em? Tại nãy giờ tôi chơi game không có để ý được anh em, mà anh em thông cảm nha anh em ơi. Đọc tên đi, chào bạn Nguyễn Ngọc nha. Bây giờ tôi sẽ cứ đọc xen kẽ comment nha anh em ơi. Tôi sẽ đọc vào một comment ở bên IT, xong tôi sẽ đọc một comment ở bên top nha các bạn. Rồi GB đi, chắc đi phụ mẹ rồi anh em ạ. Chào bạn Yến Nhi nha. GB có tiện vợ không anh? Em hỏi đi. Hỏi thử đi, để xíu anh hỏi nha. Hai anh chào Ngọc Buôn em ơi. Anh có bán nước rửa chén không anh? Trời, nước nào anh cũng bán anh em ơi. Miễn là nước anh bán nha. À không, nước nào cũng bán trừ bán nước. Ok, anh là một người rất yêu nước nha. Xong chưa các bạn? Xong rồi, đi. Nước này lầm nước. Từ từ. Ui ôi, não anh còn một tí luôn á. Não em não em đủ. Ê này, giờ anh lấy đi. Lấy anh uống đi. Thôi, não mày đủ à. Nè, uống đi. Ờ, đủ rồi. Đi thôi. Anh đang cần người yêu này anh, mà GB đẹp trai không anh, có phải không anh? GB đẹp trai lắm, rất là đẹp trai luôn. Nên là anh em nào mà còn cái bài thì cứ tiến tới á. GB ơi, nãy có bạn hỏi mày có tiễn người yêu không kìa. Em chắc chưa rồi nè, nhưng mà anh có nhìn mặt em bao giờ đâu mà anh biết em đẹp trai. Đâu, tao có Facebook của mày mà. Ui, nhưng mà chỗ này tối đấy. Ê, anh bật cái đèn pin lên rồi mới vẫn tối thui rồi mày ơi. Đây. Chỗ này cần đèn á. À, đèn em hết pin rồi. À, là đèn hết pin là nó tối à? Ủa, đèn hết pin hay bật không được á? À, có pin. Sao đâu ngoài đây? Rồi anh vô đây chi vậy? Ủa, sao đâu ngoài đây đèn xịt tối thế? Đâu biết đâu. Ê, GB mày đâu rồi? Em bên này. Này có gì không? Ê GB ơi, mấy phòng này như mấy phòng để trốn GB ơi. À không anh. Ừ, hôm nay phòng để trốn là tí nữa là có quái vật ở đây đấy. À. Lại kiếm gì đập nó đi anh. Anh muốn lắm em ơi, nhưng mà anh chưa kịp đập nó là nó nhai đầu anh rồi em ơi. Anh GB tên thật là gì vậy anh? Anh GB tên thật là Phát nha em ơi. Chị Bảy hướng dẫn cách comment và donate trên stream IT của chị Bảy được không? Trên stream IT của tôi thì donate bằng một cái trang web khác chứ không donate trực tiếp được bạn ạ. Chị các có bên trong top thì donate trực tiếp được thôi. Ủa tối thui cái này tìm cái gì ta? Không biết.
Ui ôi ôi. Ui. Giật cả mày. Ra gì? Ui nó đâu ra vậy? Mày quá. Ê từ từ. Ôi. Hình như cái chỗ ra ngay chỗ con quái vật hay gì á RB ơi. Anh Hưu ổn không? Anh đang theo dõi mày, anh đang theo dõi mày này. Mày vô chỗ trốn. Ui. Ui của nó đâu rồi? À quên, tao quên chân ơi, tôi vừa bị hù. Giữ lại hứa nha, giữ lại hứa nha. Mà tự nhiên anh chạy chỗ đó gì? Ui, anh có thấy cái gì đâu, anh đi sát tường thôi. Bây giờ em sao? Kiếm đường đi, kiếm đường đi, kiếm đường đi, kiếm đường đi. Em sợ quá à. Sợ biết chịu ơi, biết đâu giờ. Nhìn anh chơi là biết anh vui rồi. Trời vui chứ em. Livestream là phải mang niềm vui đó cho các bạn chứ. Nhưng mà nhiều khi chơi mấy game này vui không nổi nha. Cố lên, bật đèn pin lên, đèn pin đâu. Em bực rồi, má nói vậy á, bực rồi. Con quái đâu ta? Ui. Gì vậy? Cái đèn pin dũng máu. Anh đấy. Hình như là anh đấy. Đây này, bây giờ mới đặt bật đèn pin này. Không, nãy giờ em bực rồi nè. Ha đi nè, cho em xin phay của GB được đi anh. Thôi. Tự nhiên đưa phay GB trời. Nhưng mà nhưng mà em đi đi em, trước sau phải đi à. Mình phải bị nó hù vài lần thì mình mới được. Trời ơi, cái này là cái gì vậy? Hình như anh đó GB ơi, anh đó. Thôi ơi. Nhưng mà em sợ quá à. Ê hình như à, hình như đường xuống. Ê hình như cái đường sau lưng. Sau lưng. À đây nè, đây nè. Hình như xuống này phải không? Nhắm mắt đi đồ. Nó đâu rồi? Không biết, nhưng mà kiếm đường đi, kiếm đường đi. Hình như phải đi kiếm đường xuống này mà, hình như đi kiếm đường xuống hay gì á. Mơ anh like game Hitman đi. Ôi ôi, ok luôn em nha. Bật đèn pin lên ba, đèn pin đâu? Bực rồi nè. Ồ bực rồi hả? Ôi anh thấy nó thôi à. Bực rồi nè đấy. Hình như kiếm đường xuống rồi bây ạ. Ok. Trời ơi anh bỏ em mình, em sợ quá à. Ê hồi nãy anh nhớ là trước khi mà nó xuất hiện nó đánh anh là anh thấy có một cái đấm trắng. Mắt của nó. Ờ ok. Trời ơi đây nó tối. Ê à. Trang web đồ này bày đẩy đâu? Mình để trên kênh Sigo Gaming nha bạn ơi. Trang web đồ này mình để trên kênh Sigo Gaming nha. Anh ơi, nó tối quá anh ơi. Anh phải ngồi xuống đi từ từ, tránh chỗ ánh sáng và đừng nhìn nó. Ngồi xuống người bên, ngồi xuống. À ok. Ừ đi từ từ, tránh chỗ ánh sáng và đừng nhìn nó nha. Rồi, mấy ông nói đúng không vậy, Trời giờ còn có mình đàn em nữa đó. Để ý mấy đốm sáng anh, mắt nó có ba mắt. Ờ. Suối rồi đó. Ờ để mấy đốm sáng như GB nó có ba mắt á. Ok. Ủa sao em không tua được? Bà nội mày livestream mày đòi tua. Mày ơi, anh ăn sáng chưa? Anh ăn tối luôn rồi em, anh chuẩn bị bia luôn rồi. Đây. Đâu, đừng xuống. À, đây rồi. Ngồi xuống rồi bê ơi. Ờ, quên. Ơi, hình như anh sáng phía trước không? Có cái lằn sáng phía trước kìa. Bóng đèn à? À, ừ, bóng đèn. Thề đi, không thấy gì hết. Không thấy cái gì hết. Anh phải đi từ từ, đừng để nó nghe tiếng. Áo giác. Dạ. Đúng không? Cái gì vậy? Nam thuộc, áo giác. Bị gì? Nam thuộc, em bị áo giác. Uống nước vô, nước đâu? Uống rồi. Rồi, nó kìa đúng không? chấm sáng rồi đúng không? Chấm sáng phải có 3 chấm mới là nó. Nó có bằng, nó có bằng. Anh có người yêu chưa? Anh chưa em ơi. Anh với GB chưa nào có người yêu nha. Nhưng mà anh là anh hỏi ba trường tồn nha bạn. Tối thấy anh, tại game nó tối em ơi, tại cái đoạn này nó tối á, cái đoạn này là tắt đèn, anh đang coi GB nè, đấy à, nè đang coi GB nè. Ngồi xuống GB. Quên. Trời ơi, trời nó tối thấy ghê quá anh ơi. Sao mà lại chiếu đèn xuống đất? Ơ, chiếu mặt. Đó. Chăm thay chiếu mặt. Nó đó. Thấy không? Ok, tôi đã nghe thấy rồi. Ôi ơi. Em tôi. Còn nó biết thằng này đấy không? Nó biết thằng này rồi, nó biết thằng này kìa.
tao gờ bay, tao biết thằng này ở đây. Ghê quá anh ơi. Ôi anh mất đèn pin rồi. Thấy bà rồi. Ôi em cũng mất luôn rồi, giờ sao? Thấy cái đoạn này không có đèn pin sao đấy. Chịu luôn. Chịu luôn, thua luôn á. Thấy đoạn này không có đèn pin sao đấy. Gán gán mỏ nè. Nè nè, mấy bạn nói anh á là... Ủa mày đâu rồi? Tờ Where's you? Mấy bạn nói là đoạn này á, ngồi xuống, đi chắn chỗ sáng, không nghe tiếng động, nó sẽ không nghe. Còn nó nghe ngồi không là chuyện xuống. Của nó. À, ngồi xuống đi tránh chỗ sáng không gây tiếng động. Đúng rồi, ngồi xuống đi tránh chỗ sáng. Anh chơi game gì anh? Anh đang chơi Escape the Backroom nha bạn. Bạn gì đó trên đi trên TikTok mình không biết tên. My Life Game Stumble Guy đi. Ê Stumble Guy tên nghe quen quen rồi bé ơi. Stumble Guy là giống Fall Guy sao anh ơi? Ờ vậy hả? Ờ mai phải đông đông mới chơi được anh em ạ. Đúng rồi, phải đông đông á. Ờ GB đâu? Đây em đây, anh đợi em tí. Còn mày đang đứng ở đâu đấy? Anh lên trên không thấy mày, xuống dưới không thấy mày. Đây. Ủa cho mày đi lên hay đi xuống anh? Đi xuống mày. À ok. Đây lấy nước, đi lấy nước cho đi, lấy nước cho đi. Anh Phát có đẹp dai không anh? Đấy thấy chưa? Bình thường một mình tôi like thì nó cứ ngồi nó khen tôi tấm tắc, tới khi có trai khác vào thì nó ngồi hỏi người ta đẹp trai không. Buồn thế lị. Sao vậy? Mình ngồi mình có live stream mà mình hỏi đẹp trai không là sao vậy? Ủa GB 19 tuổi là ổng 2K5 hay 2K4 vậy anh? Không biết luôn. 2K4. Ờ 2K4. Ủa đủ tuổi rồi, dư tuổi rồi. Ủa GB đâu? Em đây. Mày lại lên trên à? Không, em lên trên. Ủa? À xuống dưới à? Ừ xuống dưới chứ. Ôi để mới đốm sáng em nhé, Ok. Em còn nhớ cái đường đi tới cái chỗ hồi nãy không? À, không rồi mình ơi. Thôi mình mò hồi cũng ra anh ơi. Ôi mẹ mà tối thui như này thấy cái gì mà đi? Ừ, tối thui à. Ôi giời, tối thui như này thấy cái gì mà đi? Sao sao, anh go cứ đi trước đi. Thì sợ là đi mò luôn á. Ủa GB em đâu rồi GB? Ủa anh đâu rồi? Ủa mày đâu? Ủa sao điện thoại anh mất tiêu rồi? Ơi anh về chỗ bắt đầu đi. Anh đi về chỗ bắt đầu đi. Thế tao đi hồi tao cũng biết chỗ bắt đầu đâu mày. Đây, thấy rồi. Ê em có đèn pin khó đi lắm. Ừ không có đèn pin khó đi thiệt. Đây bây giờ tôi đi trước cho GB đi sau đi mà. Tôi đi trước cho GB đi sau. Mặc dù tôi rất là anh phát miền nào với anh như phát người Sài Gòn em ạ. Sài Gòn, tới người Sài Gòn. Khách anh dám đội quần lên đầu đó, tao đội mấy bữa nay luôn rồi đó bay. Mày là chim nè, hôm qua mới đội luôn. Hôm qua chơi zoom kinh mới đội luôn. GB ơi. Từ. Đi anh, đi anh. Anh ơi, đây. Gì? Cái gì trước mặt này, Cái sáng vậy ta? Vậy mong GB anh cao hơn 1m7 nhé. Em nhỏ hơn GB 1 tuổi nhưng cao 1m7. Holy shit, sao em cao dữ vậy em? Wow, 1m7 nha. Mét 7 hơi căng rồi GB ơi. Em mét 7 tuần. Mẫu người yêu của GB gì vậy anh? Cái bà tôi bị ra ghê rồi. Vô hỏi GB không? Từ bây giờ mình phải thấy ngay chỗ này anh à. Nhiệm vụ mình là phải thấy ngay chỗ này anh luôn. Nè cái quan trọng là giờ tôi thoát ra khỏi chỗ này anh em à. Không bây giờ bây giờ mình cứ đi như bình thường thôi. Cứ như bình thường thôi. Bị cắn thôi đúng không? Chứ đi ấy lâu quá. Ủa? Sao anh cứ ghé đường nào nhỉ? Tao bên đây. Bên đây, đây là đâu anh? Chỗ cũ. Chỗ rẻ cũ. Ok. Thấy chưa? Đây, mình đi bên đây này, Nãy nhớ có như mày. Có nào để mình thấy nó trước không ta? Sao em lại... Mày đâu nữa rồi? Ủa anh đâu nữa rồi?
À đây đây đây, đi thẳng. Ủa giờ vậy không, bây giờ anh đi đi, em đi sau anh. Đây, đây, dạ anh đi trước, anh đi trước đi nha. Bây giờ đánh đi trước, cho đánh đi trước cho có gì mình hồn mình hồn trước nha. Ok. Cái gì vậy? Ủa đi sát tường không được, đi sát tường không thấy gì hết. Đúng rồi. Ủa thế này làm sao tìm được đường ra? À đây 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 đây, xuống đây. Đâu đây. Sau lưng anh. À đây rồi, đây rồi, thấy rồi. Ủa cái gì vậy? Ủa. À, ủa phải luôn không? Đúng rồi, anh, me, it's me. Đường này nè, đường xuống dưới đường này nè. Đâu? Nè, đường này nè. Ở đây à? Ừ. Trời ơi, em tưởng ai? Rồi xong, nó tối. Ngồi xuống. Đây đây, có chỗ sáng nè. Ok. Ơ, nãy mày ở đây, mày đi đường nào đấy, mày đi xuống dưới được nữa vậy? Rồi, không nhớ luôn, hình như bên phải sao á? Em nhớ là bên phải. Bên phải không là bên đây đúng không? Ừ, đúng rồi. Chưa bao giờ tao chơi game kinh dị mà tao thấy nó kinh dị luôn á. Trừ cái con game này. Ủa em đâu rồi GB? Em sau lưng anh nè. Em chơi hai người nó kinh dị ta. Không, chơi một người nó mới kinh dị á má. Đi rồi anh đi trước đi. Đi trước nha. Đi sao? Ê cửa này mở không được. Từ ai vừa donate cho tôi đấy. Ai vừa donate cho tôi đấy. Anh Rô nói vậy không lẽ ăn lùn hơn em. Oh no, idol tôi thấp hơn tôi. Không, anh cũng tầm 1m7 à. Nghe bảo mà tự nhiên con gái bằng mình nó hơi quê xíu. Ủa mày đâu rồi GB? Tại em nằm sau lưng anh mà. Sao mày đứng đây rồi, giật mình. Ê, thấy cái đấm trắng đằng trước đó GB. Cái gì anh thấy cái đấm trắng đằng trước nữa. Rồi ngồi đi. Trời, thấy nó chạy không kịp luôn anh ạ. À. Có cái cửa đây nè. Cái này vô nấc này, để vô nấc. Anh ơi, như trước mặt. Có cái gì? Bên trái hay sao á, nó bên trái á nó. Sao em biết vậy? Em thấy cái gì trắng. Anh đi trước đi. Trước đi. Đúng rồi, đừng sợ, tự tin lên. Nó không cắn anh đâu. Nó không cắn anh đâu, anh đi nhanh lên. Anh đừng có ngồi. À đây đây, hình như đường này mà. Đường nào, mày đâu rồi? Đây đây em đây. Mày đâu? Tao lên anh nè. Đâu, không mẹ, thấy mẹ. À đây. Ê, hình như kết cấu các tầng nó giống nhau đúng không? Ơi đây. Ôi, anh ơi, anh ơi. Chạy Trời ơi, anh Rô. Ê mày coi được không? Mày đang coi được theo dõi đúng không? Em đang theo dõi anh nè. Trời ơi, có nói em chạy được rồi. Em đụng bên Rô xong em bị bắt lại luôn. Anh Rô 1m7, em 2k8 hơn 1m7. Tại cái thời của tôi 1m7 là cao rồi đó Ní. Thời của tôi 1m7 là cao rồi á. À ơi bé ơi, sao mày đi sớm quá vậy? Anh làm em bị bắt lại. Nó đứng ở đâu vậy? Trời ơi, em vừa tìm thấy được cái đường đi xuống là gặp nó luôn á. Cái đường, nó đứng ngay cái đường đi xuống anh ạ. Nó đứng ngay chỗ đó. Bây giờ anh cứ đi tìm mà có cái vết máu á. Là em gần chỗ đi xuống á. Em chết gần đó. Biết đâu nó đứng đó luôn sao? Không, chắc không đâu. Cứ đi. Cảm ơn các bạn đã donate cho mình nha. Đang căng quá, đang căng lắm. Tự tin lên, đừng sợ. Sao mày biết nó, hồi sao nãy mày biết nó gần chỗ mày vậy? Hả? Em chạy không kịp. Em thấy nó rồi mà em chạy không kịp. Em đụng anh á, em mới bị ấy.
Ra đây rồi, nó cho đi xuống này. Holy shit. Huỳnh chân nào hù tiếp hú nha. Ok ok ok. Không có đèn pin nó khổ thiệt luôn á. Khó quá anh ơi. Nó thui à. Anh tìm được đường xuống chưa? Đây anh tìm được đường xuống rồi. Mò đường đi là có thật đi. Mò đường đi là có thật đi. Mở cửa thấy cửa mở tại chỗ. Thoát trong những cánh cửa dưới lầu. Mở cửa thấy cửa mở tại chỗ. Thoát trong những cánh lầu. Ồ oh, là bây giờ mình phải mở cửa để mình tìm đường thoát rồi bây ạ. Ủa anh đọc cái gì đây? Comment 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 comment. Ủa chứ không phải đi vô mấy cái lỗ à? Là nhầm đi vô mấy cái hầm à? Không biết không biết. Ủa vậy nãy cái đường mình đi là sai anh? Không, dưới lầu là mấy cái chỗ này này. À, dưới hầm nãy mình đi á hả? Là mấy cái chỗ này. Giờ phải đi mở cửa. Tức là mình đi xuống đây mà mình phải vừa đi vừa mở cửa. À, rồi vậy anh đi vừa mở cửa đi. Có gì em nhìn phụ cho. Trời ơi, tối quá không thấy được. Phải chi chơi mà thấy một ít ánh sáng thì mình còn có hớp, có hy vọng ha. Rồi rồi, nó chớp rồi, nó chớp rồi. Trời ơi. Có con nào ở ngoài không? Có con nào ở ngoài không? Sao mày nói làm tao sợ như vậy? À, em nhìn được ở ngoài này không? Không có, không có. Anh ra đi. Không có. Rồi, 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 giờ ra đúng không? Giờ ra đúng không? Giờ ra đúng không? Ra đi, không, không có ai hết. Đúng rồi. À, có những cái đốm sẽ là đèn, đèn huỳnh quang bình thường. Còn có những cái đốm thì sẽ là cái con đó. Ơ, tao nghe tiếng nó dậm nước luôn á GB. Không, anh dậm á. Không, hồi nãy nó nghiêng rồi mà anh vẫn nghe tiếng nước ấy. Rồi, bây giờ đi thẳng đi rồi phải anh. Phải qua đây đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Không thấy mẹ với chị, tôi thui vậy. Ừ, khó nhìn lắm anh ơi. Cứ đi đi, cứ đi đi. Ờ không, này bức tường ba. Bức tường. Rồi, qua trái. Rồi, đi thẳng luôn. Đây. Dưới đây, các bạn có chắc là có từng thoát dưới đây không vậy? Anh Rô, sao nó tối dữ vậy? Tôi cũng đang thấy tối quậy trưởng nè anh em. Nó không phải tối nữa anh em, nó đang thui luôn á má. Đang thui hồi lùi luôn á. Lên xuống. Anh Rô ơi. Hả? Ây da. Trời ơi, em báo em vừa quay qua là em thấy luôn rồi. Em hiểu rồi. Sao? Là bây giờ anh em mình phải đi kỹ, phải biết em đứng ở đâu và anh đứng ở đâu. Anh biết tại sao mà hồi nãy mà em với anh bị bắt không? Sao? Là nó sẽ biến thành em với anh trước, xong rồi nó xuất hiện sau lưng em với anh á, xong rồi nó cắn. Ồ, nó sẽ biến thành hai thằng mình á, nó biến thành hai thằng mình á. Hồi nãy là nó biến thành em đúng không? Đúng rồi. Ờ đúng rồi, hồi nãy là nó biến thành cái người y chang mình này, xong rồi nó bay lại. Nó bắt. Ờ. Ê nhưng mà bây giờ có cách nào để tìm cái đèn pin không ta? À đây có nước này. Lấy ừ, nước đây. Nước đây nãy giờ mà. Mày không lấy chứ. Quan trọng là đèn pin vậy. À em không biết, lấy hết đi. Giờ không có đèn pin rồi, giờ anh mất đèn pin rồi. Bây giờ là mình phải mở từng cửa à. Ừ. Ôi rồi bây giờ phải mở từng cửa anh em ạ. Không, bây giờ cứ đi bây giờ cứ đi đi. Không, em biết rồi.
Ê, hình như trong đây, ở đây có mấy cái phòng, có mấy cái phòng mà mình loot đồ được á GB. Ờ. Có mấy cái phòng loot được, còn mấy cái phòng trốn được luôn đúng không? Ừ, đúng rồi, có mấy phòng loot với phòng trốn. Ok ok. Đi thẳng anh này. Mày đâu rồi? Em đây. Đi. Bây giờ anh em mình đi chung đi, anh em mình gán đi chung dính với nhau đi. Ok. Ê mà đừng đi vô anh, chỗ anh tối. Anh cứ đi sau lưng anh ơi. Anh cứ đi sau lưng em. Không, mày hiểu không? Mày chui vô chỗ tối là anh thấy mày mất tiêu luôn á. Đây. Sau lưng anh này. Ủa, phải đây phải anh không? Từ, tao trong chỗ sáng nè. Tao chỗ sáng nè. Em nè. Ờ đúng rồi. À đây à. Đây, xuống dưới. Ê, vậy là bây giờ phải chính cửa. Cửa sẽ có lối ra, sẽ có một bảy cửa là lối ra. Ờ ok. Ủa, vậy cái đường đi xuống này không phải là cái đường để mình thoát ra. Ý là mình sẽ đi xuống cái đường này nhưng mà mình sẽ tìm từng căn phòng. À ok. Ủa vậy phòng ở trên mở hết chưa? Chưa. Nhưng mà phòng ở trên không có đâu. Phòng ở trên không có đâu. Ok ok. Mà anh chạy đâu nữa vậy? Ủa mày đâu rồi? À đây rồi. Đây. Giờ đi kiếm phòng. Ôi thà nó xuất hiện nó cho một cái tiếng động nào đó đi ha. Ở đây. Ồ, đây đứng xuống rồi. Anh chạy. Rồi chạy luôn. Rồi. Anh chạy mất rồi em ạ. Anh chạy rất nhanh, anh chỉ cần nghe mày chạy một cái là chạy rồi. Anh đâu rồi? Anh chạy rồi. Ôi mày thấy em cũng chạy rồi. Nó đang chỗ em. Em đi vào bóng tối xong em ngồi xuống nó không thấy em đúng không? Không, em chạy vô phòng em núp. Anh ơi, ổn không? Alo. Mày đâu rồi? Anh lại chỗ em, anh coi nó còn ở đây không? Chỗ mày là mày đang ở đâu? Em không dám ra. Ôi mày ra thử đi rồi bê, anh không có đèn pin, anh không thấy mày ở đâu hết. Làm sao để có đèn pin nhờ, mình thấy nằm ở shop để mình mua đèn pin được không anh em? Em chỉnh lại FPS game cái nha. Chỉnh lại FPS game được, ê chỉnh độ sáng em được luôn không ta? Độ sáng ờ đúng rồi, để coi. Để coi coi nó có cái độ. Ủa, sáng. Ủa chỉnh có bị văng ra không anh? Không biết nữa, thử chỉnh thôi. Ờ không bị. Frame. Ê, sao tao thấy chỉnh xong nó tối hơn á mày ơi. Hả? Đừng dẫm lên vũng nước. Nó nghe đó anh. À bấm dẫm lên vũng nước nó nghe. Nghe nó nghe rồi bê ơi. À, mình có tin được không lỡ mấy bạn. Trời ơi. Núp. Ôi mày gần nó luôn hả? Không em trốn rồi. Anh đâu? Ê mày đi sát cửa, anh mới thấy được. Không em nó ngoài, nó gần chỗ em. Ui. Ủa anh không nghe tiếng nào, anh có nghe không? Anh nghe nó giết anh đó. Ủa còn anh đi chưa? Anh đi rồi. Ở kìa. Anh bên kia mày ra đứng sát cửa đấy, coi có nó đi chưa đấy, anh kia mày ra đó. À đây. Ôi mà coi không được, coi không được, em phải mở cửa ra em vô lại. Mà anh có dậm lên dụng nước không? Có, không có dậm nhưng mà anh đi ra chỗ sáng mới thấy anh. Tôi vừa ra thấy cái đống cái thấy tự nhiên có cái gì đó động, tôi tưởng là mày, tôi chạy ra. Đứng lên một cái thấy rồi, thấy bà rồi. Di chuyển cẩn trọng anh ơi. Ừ di chuyển thận trọng mấy GB ơi. Đừng đứng trong vũng nước. Ok. Đừng đạp vũng nước với cả là đừng đi chỗ sáng, đi chỗ sáng nó thấy mình á. Nó từ trong bóng tối bước ra. Nhưng mà có phải là đi tìm mấy cái cửa không? Bây giờ đi tìm cái gì anh em, đi tìm cửa là tìm đường xuống anh em. Hai anh trai, ừ chào bạn Bento nhé, cảm ơn bạn đã vào coi livestream top top của mình, cảm ơn bạn. Bây giờ em với anh không biết nè. Ừ, cái này là bây giờ mình đang không biết cách chơi nè, đang không biết cách phá đảo. Đúng rồi, đang không biết cách để vượt qua cái màn này. Đây. Cái cửa này không mở được, cái cửa này chắc chắn là mình phải đi kiếm chìa khóa mở cửa này. Đây, anh thấy cái cửa này không mở được không? Ừ, hồi nãy anh thấy cái cửa đó không mở được rồi, nhưng mà quan trọng là chìa khóa mình kiếm ở đâu đi nè. Ừ, bây giờ mình phải có chìa khóa. Hay bây giờ mình từ. Anh ơi, anh GB có chơi TikTok không? Có em ơi, GB có chơi TikTok nha. À, bây giờ khó quá. Trời.
Anh tính phá đảo game này xong anh mới ngủ hay sao vậy? Này sao phá đảo được, này không phá đảo được hết đâu. Dạ anh chơi tập mấy? Này phá đảo được, anh cố gắng phá đảo cái tầng này thôi. Cái tầng này em thấy nãy giờ đó, thấy nãy giờ là chưa xong đó. Rồi. Được không? Hiểu rồi, hiểu rồi. Gì vậy? Nè. Sao? Ủa anh không thấy hả? Không, anh không thấy con quái. Trước mặt nè, cái này là cái gì, cái vàng vàng nè. Cái vàng vàng không thấy, anh thấy cái màn hình đen thui à. Ủa? Đây thấy chưa? Không, cái màn hình đen thui à, đen thui thù lùi luôn á. Ủa là anh không thấy em à? Ừ, anh không thấy con nhân vật em luôn. Đây, bây giờ mới thấy nhân vật em nè, em phải bước vào chỗ sáng mới thấy được. Mấy giờ anh offline gì anh, chắc là khoảng 10 giờ đó em ơi. Ai nè anh? Ai nè? Đâu? Nè. Tôi thấy mày mà. Trời ơi, anh không thấy cái đống đó hả? Thấy ghê quá. À, cái đống bài nhảy đó là anh. Đúng rồi. Ôi chết. Cô xuống. Chưa vô tối, cô xuống chưa vô tối. Ở đây chọn đường xuống hay đường xuống này. Ê, bây giờ mình khỏi tìm chìa khóa đi, mình thử tìm đường xuống thôi. Ừ, ok, bây giờ mình thử tìm đường xuống coi. Chết rồi, sao màn hình em tối thui vậy? Anh cũng thấy tối thui à, mày phải đi xuống. Đây, thấy đèn phía trước này. Cái này nó thấy ghê quá anh ơi. Ui màn này ghê thật sự. Ừ cái màn này ghê quá. Hai màn kia chơi được nha, hai màn kia chơi được. Ừ. Em không biết màn này nó mấy màn sau nó có khó hơn không nữa. View tuột rồi anh ơi, trời bình thường mà em. Giờ này cũng giờ mấy bạn đi ngủ rồi mà. Không bình thường mà view của anh tầm giờ này là view này view chuẩn đấy. Ừ tầm giờ này view này view chuẩn đấy. Anh GB có Instagram không? Không biết nữa. Có không GB? Chắc GB không chơi Instagram đâu nhỉ. Có, em mới dùng gần đây thôi. À mới dùng gần đây. Ôi chỉ... cảm ơn các bạn cho tôm nha. Trời ơi, cảm ơn các bạn like quá trời like, follow quá trời follow. Các bạn follow để có thể coi được nhiều livestream của mình vào mỗi tối nha các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn nha. Ê thì mình xuống tiếp à. Cái màn này nãy giờ nó cứ một màu đen đấy các bạn ạ. Thề cú phải. Đây. Bây giờ em sẽ cố em đi xuống thêm một tầng nữa để kiếm được. Anh GB nói chuyện giống chị Ruby lắm luôn ấy. Ruby nó nhòi hơn má ơi, GB nó trầm tính rồi đó, GB định hướng nội rồi đó. Kêu anh GB cười đi, giọng ổng ấm quá. GB cười cái cho các bạn coi GB. Em mà cười rồi em mất ngủ ấy, không được đâu. Con ruột của anh đó, con ruột nào má. Gia đình em đang ngủ rồi mà em chưa ngủ. Rồi đi ngủ đi bà nội. Ở coi xíu nữa 10 giờ tôi cũng ngủ nè. Anh đang chơi với ai thế? Anh đang chơi với GB em mình bạn ơi. Tối quá anh ơi, em không biết đang đi đâu luôn á. Ôi, ngày mai chắc là tôi phải thay cái thông báo follow hình thông báo donate quá. Ở trên top ấy. Để anh em donate tôi còn biết, tôi cảm ơn em. Cảm ơn em đã donate cho tôi nãy giờ trên top nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn bạn Như Ý nhé, cảm ơn bạn Mikey nhé, cảm ơn bạn Cushin nhé. Cảm ơn các bạn đã donate cho mình quá trời luôn. Ôi ơi, donate quá trời luôn. Anh ơi, em đang ở đâu đấy? Sao màn hình em đang thui rồi? Anh cũng biết mà màn hình em thui rồi. Ê GB ơi, hình như mình đang đứng một chỗ GB ơi, mình đang đi vô tường GB ơi. À đây. Buồn tay nên đồ này thôi. Ơ cảm ơn Đức Minh nha. Ui trời, 40.000. Nhiều thế. Ui tí nữa tôi offline xong qua like chú Độ coi nữa là hợp lý luôn này. À cái đường này là đường cục rồi, không đi xuống được nữa. Ủa là sao? Đường ở dưới nè, đường ở dưới là đường cục rồi, không đi xuống được nữa. Nè, anh thấy đường dưới đó không? À. Đó là đường dưới đó không thể đi được nữa. Ôi là phải đi kiếm cửa thật à, hình như phải đi kiếm cửa lướt chìa khóa thật rồi bây ạ. Trời ơi thầy em sợ quá anh ơi. Ôi thầy anh coi mày chơi anh cũng sợ. Này Mấy kêu nó gào quýnh ra đôi với em luôn được không? Chứ nó dậy em sợ quá. Ủa bây giờ là sao anh em, bây giờ là sao anh em, bây giờ đi kiếm chìa khóa mở cửa à. Trời ơi mấy. Bây giờ đi kiếm chìa khóa mở cửa à. Anh Go biết, anh Go chỉ em đi, em sợ quá anh Go ơi. Uầy, anh biết đấy, nhưng mà đợi tí đi hỏi các bạn khán giả đã. Các bạn ơi, giờ đi kiếm chìa khóa mở cửa à. Cái gì vậy, cái gì. Anh ơi, kêu GB cười đi, ừ, tí, phá đạo được rồi. Thôi. Ơi. Sao vậy? Ui. Đang ngoài. Rồi, đang đi. Ui mày thế có cái cửa đấy, tao tưởng mày đâm đầu vào đường cục rồi chứ. Trời ơi sợ quá. Ra đi.
đi chưa? Đi rồi. Nhưng mà gần đó, từ đang gần đó. Giọng anh cũng đờ mờ như anh GB vậy mà anh không chịu để. Anh để 5 phút thôi. Thôi, để giọng này cho nó vui. Anh ơi, bây giờ em ra được chưa vậy? Ra được rồi. Ra đi. Ra đi bên đó đi, đừng đó. Nó bên đó. Nó bên đó nha. Nó đang trên đường em đi luôn á. Luôn. Anh nhìn cái bản mặt em giống như sợ nó không? Nó kìa, chú mặt. Ê, yo, what's up bro? What's up? Ôi mà sao GB, ủa GB chỉnh hết tất cả đồ họa thành lâu hả? Đâu có đâu. Em để Ultra. Ê, để lâu nó sáng hơn GB ơi, để lâu nó sáng hơn. À, ủa cái đường này. Ờ à, đúng rồi. Bật thang máy. Từ từ, đóng cửa. Đây rồi. Có lẽ nào được chưa. Đây rồi. Dịch sợ. Wow. Làm được rồi anh ơi. Tuyệt vời, ui trời, anh tự làm em. Yeah. Ui ôi, wow. Ok. Hay quá. Còn nhiều đồ đến hết, nhớ mai quay clip cho thí chủ. Không xù kèo nha, ok luôn nha Tùng ơi. Ui trời ơi. Easy anh ơi. Hay quá, easy. Bây giờ tìm chết luôn. Cái gì đây? Stay in the light. À, cái con quái vật tiếp theo không được ở trong bóng tối rồi bây ơi. Là sao? Đọc lại. Stay in the light. Bấm cái gì đấy? Không biết nó. Cái từ này có nghĩa sao, anh dịch ra giùm em. Stay in the light ở trong ánh sáng. Hãy ở yên trong ánh sáng. Tức là nó kêu mình đừng có bước ra ngoài bóng tối. Hình như là cái con quái vật này là nó trong bóng tối. Bà nội đó thiệt chứ, ở đây bóng tối không mày ơi. Ủa sao qua ấy luôn rồi? Đây. Ủa anh Go đâu? Đây anh. Trời ơi, đây nhiều cửa quá anh Go ơi. Không mở được. Ê, như có vài phòng mở được thôi đúng không? Ê, cửa exit nè. Ui. Ê, trong cửa exit này có một cái gì đây? À, căn cứ của Matt anh em ạ, căn cứ của Matt. Đây. Hình như phải tìm cái giống ở bên đây nè anh em ạ. Rồi, chạy trong tiêu rồi. Anh ở trong cái cửa thoát á. Huỳnh Trân thấy giờ còn bị hù không ông già. Hết rồi. Qua được rồi, mừng gần chết. Đi anh ơi. Khoai từ, bên anh giải đề hóa. Cái gì mà giải đề hóa là sao? Không hiểu. Nè. Nhảy gì đây? Bên đây nó kêu mình bấm cái gì á. Đâu? Nè, mày coi thử đi. Nó kêu mình bấm gì á? Ui dồi ôi, cái gì mà nó tùm lum quá vậy? Rồi, bấm đại sao luôn rồi. Ờ, đi tiếp GB. Chắc là phải vòng bên này. Bên phải có mã code. Tôi nhớ không nhầm là cái tầng này là cái tầng an toàn anh em ạ. Tôi nhớ không nhầm là tôi nghe được ở trên YouTube là cái tầng này là tầng an toàn. À đây, hình như em giải được anh ơi. Đây. Ờ, được không, chắc không. Được. Đây, em giải, đừng giải. Anh nên gào hết em đi, chào bạn Thơm nè, bên top nha. Cảm ơn bạn. Ôi trời ơi. Cái này, enter. Ôi, à, đây, em giải được cái này nè. Đây. Có ai vừa mới giật top 1 của trợ lý tôi đấy. Bạn Lê Thị Ngọc Như à. Ui trời ơi, cảm ơn bạn đã donate cho tôi nhiều quá nhé. Cảm ơn bạn nhiều. Anh ơi, đọc tên em bằng cả tính mạng đi. Chào bạn Phước, game hay. Hay quá bạn ơi. Bây giờ anh go vô giải đi. Anh go vô giải đi. Đâu. Từ từ, để mau ra cái anh đúp ASD để di chuyển cái ô đó. Xong rồi anh làm sao để cho cái ô đó nó giống như cái mã code bên phải. Anh thấy cái code bên phải không? Đây hồi nãy anh biết cái đó rồi, nhưng mà có vài ô nó không giống được. À có vài ô nó không giống được. Đây một cái giống này. Kiếm đi.
chọn được nhiều lắm, chọn được nhiều lắm. À để đi qua mấy phòng khác. Hình như cái này sai này. Nem anh Sigo đồng bọn chơi con game Demon Togit đi anh. Ủa Demon Togit là game gì nữa vậy GB? Game mới nữa hả? Demon Togit rồi, không biết luôn. Ôi có nhiều con game tôi không, tôi thấy nó lạ lắm anh em. Lạ quá anh ơi, hỏi mobile hay là PC vậy? PC thôi nha anh em ơi, tôi chơi PC thôi nha. Này, bây giờ à không, ở phòng này là giải được thôi. Vậy anh giải đi, anh giải đi. À đây đây, giải được một code rồi, giải được một code rồi. Ok. Ôi ôi, sai rồi. À này phải giải kỹ nè, mà phải giải kỹ, phải giải kỹ. Phải giải kỹ, phải giải kỹ ấy. Phải kỹ, phải kỹ á. Đây, một code rồi nè. Tầng này tầng an toàn nên mà tầng này là tầng có trụ sở của Mét. Ủa Mét là gì vậy? Em không biết. Mét là một gì ta? Ui ui sai nữa. Mét là một thế lực, một gì ta? Người ta là một tổ chức an toàn ở trong The Backroom. Một tổ chức an toàn ở trong The Backroom. Đúng rồi. Okay, đồ này phát cuối đúng sẵn đúng. Anh cho em xin phay của anh GB luôn nha, anh go dư dấu. Thôi em cho nào. Muốn xin tự lấy đi chứ. Muốn xin tự xin đi chứ, nhưng xin qua tôi chi trời, xin qua trung gian kỳ ghê. GB nha. À chưa tính ra em chưa follow kênh TikTok của anh luôn á. À đây. Rồi tiếp theo. Bốn mã. Ui, đưa GB ơi. Ok, rồi, đi. Rồi tối rồi. Làm gì trả lệ vậy? Đợi em. Ôi hình như phải bật mã nữa rồi bây ơi. Trời ơi tối quá, anh cứ thấy đường là anh chạy, anh không biết cả thằng em nó đang bị làm sao luôn á trời. Rồi mày đâu rồi? Em sau lưng anh nè. Ở đây. Cứ bỏ mà anh chạy thôi. Có giải mã nè, có giải mã tiếp nè. Rồi giải thêm cái đi, anh giải. Cái gì nữa vậy? Ui đóng cửa rồi. Đóng cửa rồi. À cái này đi. Ai ơi. Sáng rồi. Ôi sáng rồi, sống rồi. Ồ. Rồi. Ở phòng này phòng. Ui. À phòng này phòng đầu tiên đấy. Ôi vậy là nãy giờ có thằng ngồi đây để giám sát mình à? Hoặc là không. Ôi có password, cần password. Rồi, cần password luôn. Cần password căng đấy. Đi mò bát lên đây. Ờ cái mò bát. Cái thằng máy này bấm được không? Thằng máy. Rồi, ở đây luôn. Đầu bát là gì đấy? Đọc đi. It hết you. Here they you, it here they you à. Rồi thử coi. Anh hiểu gì không vậy? Không. It here they you. Ê được rồi. Rồi nhập hình như đây có 4 máy, anh nhập hết 4 máy luôn. Đúng rồi, đây có 4 máy mà. Game đi bắt ma mà anh trai cũng hay. Ủa là sao? Game này mà bắt ma gì má? Game này là game bị con ma nó hù giết chạy tụt quần ấy chứ bắt ma gì? It here de you. Ok. Ê, nhưng mấy máy này giống nhau hết á GB ơi. Ủa vậy, thì anh nhập hết cùng một patch giống nhau luôn sao? Dick Project Out Survival. We plan. Ủa sao đây nó mắc nhập lại, nãy anh nhập đây rồi mà đúng không? Nhập đúng không? In high security. Ờ đúng rồi, anh nhập đúng rồi. Ủa, tại sao nó mắc nhập lại nè? Ê, hình như mình mở được cái cổng gì vậy? Chạy ra đây. Đâu, đã mở được đâu, không mở được. Không mở được á. À, từ. Không mở được. It here you. Ok. It here the you. Đây, get nè. Nó có mấy cái thông tin của những cái tầng hồi nãy mình đi nè, nhưng mà bị khóa rồi, mình đang không có mở được. Em chưa coi vậy. Ủa rên không được ta. Ui, có file nè, nhiều file đấy. Ừ, nhiều file lắm, nhưng mà rên không được. File level 0. Mình mở được level 0 với cả là Happy Table Zone.
Còn cái gác, cái gác thì mở vào nhưng mà nó không chạy. Ủa hay là phải mở hết tất cả các máy ta? Ok. Mở cái file SSE đi ơi. Nhìn anh chơi như thế chắc anh không sợ đâu á. Sợ vãi luôn á Minh ơi. Nay sợ vãi luôn á Minh. Rất chi là sợ luôn á. Không, được cái vô phòng này nó sáng sáng này, tụi coi chơi phòng này sợ vãi. Ừ. Phòng này nó tối là tối. Ê, từ từ GB ơi, hình như phải mở file, mở hết tất cả cánh cổng hay gì GB ơi. Ginh nè, từ đòn phải. Chết rồi, phải dịch đó, phải dịch cái này ra. Đây. Em bấm vô cái file GSE GB ơi. Rồi, em bấm Ginh rồi, giờ sao nữa? Hết hai máy chưa? Em nó hiện cái chữ OK nè, có cần bấm OK không? Có chứ. Rồi, em bấm OK nè. Rồi, không có gì thấy ra luôn. Giấy là giấy gì ta? Giấy này giấy mật khẩu đúng rồi nè. Check đi, anh check coi còn máy nào không? Ủa sao ở đây nó bắt nhập pass nè? Bắt nhập hết mà. Ờ thì mình nhập đi. Ờ đi phát là phải nhập lại nè. À đi phát là phải nhập lại nữa. Ôi. Sắp tới sinh nhật em đòi chúc mừng sinh nhật đi. Chúc mừng sinh nhật bạn Loan Trần Thị nha. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ nha bạn ơi. GB Zone Sido bị ga rìa. Cái tôi đi mày. Rồi ok, nhập pass xong rồi nè. Quỳ đức EG Ly 123. Mai anh thử chơi Outlast Trial đi. Ê Outlast Trial chơi chung được không ta? Outlast Trial hình như được rồi. Ui ôi, một mờ team là cảm ơn anh em nhiều nhá. Anh chơi game hài à? Không em à, game này game kinh dị mà kinh vãi chưởng luôn. Game kinh dị nhưng mà anh go hài. Ủa hài hả? Ủa nó dễ anh hài hả? Ừ, hài quá. Đàn bó em anh chạy không? Ê sao mở cái file để mở, đéo rồi mở cái file này phải mở cổng theo kịch bản, phải mở cổng nha. Em không biết nữa. Giờ sao ta? Ồ hay là mình quên cái gì đấy ta. Em nhìn thấy được cái phòng bên kia nè GB. Đây nè. Đâu? Đây này. Ờ em cũng thấy. Trời coi bây giờ sao ấy nha. Nhưng mà nãy giờ mình chỉ nhập. Chết rồi em bấm nhầm uống luôn nước rồi. Nãy giờ mình chỉ nhập cái bát ở dưới thôi đúng không? Đúng rồi. Còn cái ở trên thì sao? Mấy cái đúp WDUP EG Ly 123 này là sao? Từ từ, đâu? Đó, mấy cái ở trên á. WDUP E gì? WDUP EG Ly 123 đó, ủa anh không thấy à? R Ly 123 hả? WDUP ER Ly 123. Thử coi. Ờ đúng rồi. Mấy cái đó là mấy cái gì vậy? WDUP ER Ly 123. À mật khẩu lỗi. À mật khẩu lỗi à. À nó sẽ có một cái gì đó chứ ta. Ê có đứa nào biết đây. Cách để mở phòng đi không? Ê vô phòng này là không có ma, là không có mấy con thực thể là thấy vui rồi nè. Nhưng mà bị nhốt ở phòng này nó không vui nha. Nó không có vui. À, từ từ. Em gán một à. Này có ông kia rô bị mờ nhạt quá nhờ. Không tại đang chơi game ma nó vậy á ní. Nó ta buồn ghê á. Mày vô quá, mày mê trai quá à. Mê trai thật sự luôn á. Bị quá anh ơi. Bị quá ta. Anh lên bài anh đọc anh cho spoil luôn cũng được, bài này luôn được không á. À là phải dùng bí kíp của Google à. Khổ quá. Anh hỏi mấy bạn đi, có mấy bạn biết không? Đây để anh hỏi bí kíp của Google thử. Anh em chờ tí tôi lên gọi là cuốn bách khoa toàn thư Google tôi hỏi á. Họ hỏi gì bên ta? Cái này nó tiếng Anh, em không biết tiếng Anh. Escape the bathroom. Đây. Anh em chờ tôi xíu nha. Ui ơi, chỗ này giờ nãy giờ không qua má. Đây thế vậy. Ui, có thằng nó cả speed lên 37 phút qua luôn. Vãi thịt. Anh em mình mò nãy giờ 1 tiếng đồng hồ chưa qua được. Trời ơi 37 phút vậy tính ra đây nhiều màn lắm á chứ. Ủa nó bung mẹ. Mấy các máy mình chạy hết cái file đó chưa? Hả? Mà cái file này bị lỗi mà. Ờ đây. Ờ Từ, anh khoan, để nhìn tí nữa. Từ. Mình không bỏ cuộc dễ vậy được anh ạ. À, ôi trời ơi. Xong rồi. Về. Ôi trời ơi, nó mở cái cổng hồi đầu hồi nãy mình qua đấy. Là sao? Là cái file à, là nãy giờ đi. Mình làm xong luôn rồi mà mình không biết hả? Ừ đúng rồi, tao biết mày cứ mở nãy giờ làm gì đấy. Rồi
đây đây, về về về, cổng ở đâu, về cổng ở đâu, về cổng ở đâu, bên đây này, bên đây này, bên đây. Ok. Ủa đúng không ta? Ủa đây này đúng không? Đúng không đây? Chạy thẳng luôn, chạy thẳng luôn, chạy thẳng luôn. Trời em mệt anh ơi. Ủa, đâu đi rồi, đi đâu? Ủa, không cho đi à? Không. Phải đi kiếm cửa, phải đi kiếm cửa. Ở đây, đây, đây. Được, được, vô, 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 vô. Vô, vô, vô. Ồ. Đây, 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 đây. Ồ, đây, 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 đây. Đây, mở cổng lớn nè, mở cổng lớn nè. Rồi, mở đi, mở đi. Đấy. Rồi, anh tắt đi, anh tắt đi, đừng coi nữa. Tắt rồi, tắt rồi, tắt rồi. Ồ, ok, 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 ok. Ui. Gì đây? Ờ đừng 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 vô tối này. Cái gì vậy? Ê, vô. Ê. Xem vô kìa. À là phải đi vô chỗ sáng mày ơi. Ây da. Ây da, căng vậy. Ê phải ây tao với mày nãy có hai cái đèn pin là ngon rồi. Anh với mày có hai đèn pin là ngon rồi, anh cầm đèn pin chú không kêu người mày, mày cầm đèn pin chú người anh là ngon rồi. Nhiều khi qua tới màn này nó hết pin đó. Không bây giờ phải chạy lẹ. Ơi từ từ từ. Khúc này tắt, khúc này tắt, từ từ từ. Để nó mở xong em anh chạy lẹ luôn. Ok. Chạy vô ánh sáng nha. Ok ok. Rồi ghé phải, ghé phải, ghé phải. Ghé phải, ghé phải, nhanh lên. Thấy bà, thấy bà, thấy bà. Ok ok ok. Ok. Hả? Ôi. Ủa em vô ánh sáng rồi mà. Hình như người bay vào chưa kịp hay gì ấy. Nó lộn em luôn rồi. Không sao. Ủa, anh luôn. Anh còn sống không? Anh sẽ không để GB cô đơn. Hy sinh. Gì đây? Anh đi sao chị GB? Không, mày phải từng đứa rồi bây giờ, từng đứa đi để không bị block. Bây giờ em đi trước đi, bây giờ em đi trước đi, gần đi trước. Bây giờ em đi trước đi, gần đi. Ok ok ok. Ok ok ok. Hồi nãy như bị block mình làm gì vậy? Để tắt khúc nãy tắt cái. Ok ok. Đứng sát này nè GB, đứng sát này, đứng sát này, đứng sát này. Ok ok ok. Mở lên là chạy liền nha. Ok ok ok. Vô. Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Em đang gác, em đang gác. Không được anh ơi. Chạy không tới. Ui trời ơi, chạy không tới à. Ủa hồi nãy anh tới không? Tới nè, anh tới mà. Sao không tới ta? Đây 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 đây. Anh hy sinh nè. Bây giờ mình hình như cái lúc mà mình lên cái dốc nó không có bắt được mình. Cái lúc mình lên cái dốc nó không bắt được mình. Bây giờ mình lên sẵn cái dốc đi. À, mở đèn. Ok ok. Mở đèn cái là mình chạy luôn. Từ từ. Không phải. Từ 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 từ. Đây nè, bây giờ mình đi lên trên cái dốc nè. À ok 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 ok. Rồi mày chết đi rồi mày. Đây. Đấy, được rồi. Rồi, em vô rồi, em vô rồi, em vô rồi. Rồi, rồi còn tôi. Nhìn anh thấy ghét quá, trời livestream nào của tôi mấy bạn không ghét tôi. Ghét tôi mấy bạn mới chụp hình dìm tôi hoài đó. Rồi. Ok. Rồi, em mở cửa bên kia lấy, em lấy nước đi, mở cửa bên kia lấy nước đi. Ok 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 ok. Mở từ tủ dưới lên trên. Cửa xong xong biết trong đây có nước vậy? Hồi nãy mới mở, nãy mới mở. Đây có nước rồi. Ngon. Ồ, em cũng có một lon rồi. Ôi trời ơi, còn bên kia nè GB ơi. Chết rồi, rồi trời sao phi qua đây. Không. Bên phải mình, bên phải mình. Đây nè, bên đây nè. Vô quẹo phải đúng không? À, anh đi trước đi, anh đi trước đi. Từ từ tới em. Anh qua được không? Ôi, không được. Không được GB, xa lắm. Nó xa lắm. Xa lắm á, vậy giờ sao ta? Ừ, nó xa lắm. Rồi. Ôi, sao GB qua được à? Ờ, dừng bị ấy nè. Không được. Sao kỳ vậy ta? Bây giờ mình chạy qua bên kia trước thử, mình chạy qua bên kia trước thử. Nó kêu là mình không. Anh nói rồi, có cái đèn pin anh chiếu cho người mày, mày chiếu cho người anh là ngon rồi. Ừ, nhiều khi có đèn pin dễ hơn không ta? Ừ, nhiều khi có đèn pin dễ hơn ấy. Lên đây, lên đây. Với khoảng cách này mình chỉ có thể đi qua cái chỗ bên phải trước được thôi. Chỗ bên trái không không kịp đâu, chỗ bên trái không kịp đâu. Mày đâu? Em đây, em đi lấy nước. Ok 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 ok. Rồi, không có lon nước nào luôn. Đây, anh có lon nước này. Tạp không? Lụm nước của em luôn rồi, không có lon nào. Lên quăng lên cho này. Ok. Đâu? Để đi trước, để đi trước. Ủa anh đâu rồi? Anh chạy qua, anh chạy qua, anh chạy qua. Kịp không? Kịp, đi sát tường, chạy qua đi sát tường luôn. Ồ. Ok ok. Ai vừa đâu nó đấy, ai vừa đâu nó đấy. Hé hé, mai chơi bà ngoại Danny hả Go? Đúng rồi em, đúng rồi bạn ơi, mai mình chơi bà ngoại Danny nha. Cố lên GB, cố lên GB. Hay.
Ui mày đi sát tường, mày đi sát tường. Ok, nước này okay, rồi okay. Ơi, nước này, nước này, nước này, nước này, nước này. Rồi. Chuẩn bị đi, chuẩn bị tiếp, chuẩn bị tiếp. Anh đi, anh đi trước đi, anh đi trước đi. Sát tường nha, đi sát tường nha, nhớ đi sát tường nha. Ok, 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 ok. Ôi, cái này mà chợt một phát thôi là đi luôn đấy các bạn ạ, chợt một phát đi luôn đấy. Ê! Ở đây có đường đi này, đây có đường đi, đây có đường đi, đây có đường đi. Mày thế. Tưởng em phục rồi. Ôi. À rồi rồi hay. Rồi hay 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 rồi rồi. Okay. Gì đây? What Station. Fun. Em muốn đi đường nào? Ủa anh ơi. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Thẳng đi thẳng anh ơi. Nhưng mà level fun là level ấy đó. Rồi bây ơi, level fun là level nguy hiểm. Level fun là level vui hả? Là level nguy hiểm. Nhưng nó bị dí hay bà luôn á. Ủa fun mà. Ờ nhưng mà nó tên lại ngược lại đúng không? Trong bắt room là tất cả mọi thứ em đừng có tin. À hiểu chưa, hiểu chưa, hiểu chưa? Không anh nhìn ra chỗ khác đi. Không sao em mà anh đi được rồi, anh qua được rồi. Đâm thẳng luôn ơi. Được không? Mày tự tin mày vô được level fun luôn hả? Đi. Ôi, 1v2 team rồi, cảm ơn anh em nhiều ở trên top đó, cảm ơn anh em nhiều nhá. Anh ơi. Gì? Cái gì mà mình cứ chạy thẳng nó cứ vậy hoài anh ơi. Không biết. Mày đâm đầu đi đâu đấy. Ủa sao đi thẳng rồi vậy? What? Thấy chưa, nãy anh kêu đi ngược lại đi không chịu. Bây giờ sao giờ đi ngược lại hả? Giờ đi ngược lại sao? Thôi giờ lỡ đi rồi, giờ lỡ đi, đi tiến luôn đi. Nãy cứ lụi thẳng hoài anh. Giờ cứ lụi thẳng thôi, biết sao giờ. Trời ơi. Trời. Chết. Mốt kêu chị Ru chơi game này đi anh. Trời, Ru mà kêu rủ Ru chơi game này nó la như cái gì luôn á anh em. Nó la cho anh em thấy luôn á. Ê đèn pin, đèn pin à, đèn pin. À đi được, đi được. Ôi trước mặt chạy. Ủa sao không gì nữa. Oh shit. Lụm cái đèn pin chưa? Chưa. Lụm đi, lụm qua trái. Ủa không, dội xong rồi đi tiếp đúng ta? Phải không? Sao đi. Ủa rồi, mất rồi kìa, đi. Ê! Như đi qua đó không được vậy hả? Vì giờ sao? Không biết. Chỗ này chỗ tối là không qua được nè. Cái gì đây? Thằng chọc nó hoài vậy? À, nó trong chỗ tối thôi. Ủa đi ngược lại. Có cái đèn pin ngon rồi. Có cái đèn pin ngon rồi. Sắp thắng rồi anh ơi. Á đù. Sao thắng lừa bay ơi? Bị lừa đấy, dụ đấy, không có thắng đâu. Nè anh phá đỡ dùm kinh tiếp đi ạ. Thôi mày ơi, hôm qua sau một lần tôi hút kinh nghiệm rồi. Hôm qua GB cũng cảnh báo tôi rồi. Hôm qua GB cảnh báo tôi rồi, dùm kinh chơi khó lắm anh ơi, đừng chơi, tao không nghe. Tôi vô tôi chơi luôn. Chơi xong tao hối hận nè. Rồi tự bỏ luôn. Tự bỏ luôn chứ sao. Ôi ôi, sao anh em donate nhiều quá vậy? Còn chục bàn nữa. Gì đây, còn chục bàn nữa. Sắp thắng rồi. Là sắp thắng dữ chưa? Dữ, sắp quên rồi. Trời ơi, chạy mệt quá. Ôi ôi. Ê, nhưng mà sao giờ anh chạy không mệt nè? Ờ, đúng rồi. Ủa? Ờ, vậy cứ chạy đi, nó cho chạy mà, chạy đi. Chắc mày này phải chạy anh à. Như là bây giờ mình sẽ quay về level station. À đây, quay về nè, qua station. Ok, station. Ok. Vừa chạy vừa hát pin luôn. À, hát cái gì? Vì chạy gì đọc bình luận nè. Mà anh chơi bà ngoại mấy giờ hả? Mà anh chơi bà ngoại chứ tầm 7:30 8 giờ em ơi. Khi nào mà anh đi tập gym về xong rồi ăn uống cái thứ xong rồi anh sẽ lên like luôn. Còn mai có mít like không thì hên xui dạng sự tùy duyên nha. Nhưng mà yên tâm, vẫn like cho bạn coi được. Mít một hôm đi.
Rồi. À, bắt đầu qua tháng sau là chúng ta sẽ có một ngày nghỉ là ngày chủ nhật nha anh em ơi. Để ngày chủ nhật tôi đi xài xả chết. Chứ like liên tục nguyên tuần rồi tôi chết lắm má. Anh xả chết đâu anh? Ờ xả chết Vũng Tàu. Anh xả chết Vũng Tàu. Ê anh Khang cũng trên Sài Gòn đúng không? Đúng. À, không, ở Châu Đốc Hoàng Giang. Đằng bên kia lẫm đi. Lẫm không được. Ép má, ép. Được không? Không. À đây được rồi. Okay, đổi bên, bên em thấy, anh không thấy con quái này. Đi, tiếp anh đây. Ôi. Đồ. Hả? Thì nước ra kìa. Hả? Nó phun nước ra kìa. Cúi xuống đi qua. Không sao. À đây rồi, đây rồi. À đường này đúng nè. Ủa, I don't like the sound là cái gì vậy? I don't like the sound Nick to run. Rồi, chạy, đừng nhìn về phía sau, sao anh ơi. Đua anh ơi. Anh nghe tiếng gì anh vô? Sao nó gần quá à? Ê, đi nãy có đường quẹo rồi bé ơi. Hồi nãy có đường quẹo mà anh em mình không quẹo. Ây da, hai thằng quẹo chỗ nào rồi. Đây? Quẹo chỗ nào vậy? Quay cái trưởng này có đường quẹo đi. Đi vậy đi ra cái đường này luôn đúng không? Ờ đi ra đường này nè, hồi nãy nó quẹo một trong mấy cái góc này nè. Nãy anh thấy rồi, định quẹo rồi mà nãy con quái vật nó dí ghê quá trời, quẹo không có kịp. Trời ơi, ok. Ơi bây giờ hết chạy kiểu liên tục được nè. Tự nhiên sao giờ chạy mệt ta? Hình như gặp con quái mới là không mệt, hình như gặp con quái mới không mệt. Ok. Tắt like đi anh trong chó của em đi làm ca sĩ. Rồi nó hát cái gì má? Bài ca cho sủa hả? Anh có bán quần đùi màu hồng không? Ship cho em hai cái đó hỏi GB em ơi. Có bán đâu. Hello anh ơi. À. Từ, chưa tới. Ôi. Kiểu tất cả mọi thông tin hồi trước bây giờ mình tìm hiểu về bathroom là coi như là bây giờ bỏ đó em. Bên top nhanh hơn. Ừ đúng rồi, bên top nhanh hơn á nha. Hé, bên top nhanh hơn thiệt. Này khúc này là khó. Ừ, bây giờ chạy đi nè. Xịt nước nè. Rồi, chạy. Chết rồi, tối rồi, không thấy gì á. Đây. Thấy chưa? Nè, cứ chạy thẳng đi anh. Ok. Bấm nút chạy vậy, nó chạy. Anh để đèn, đi. Nè, anh quẹo báo em nha. Ok. Quẹo luôn nào. Ở sau lưng kìa. Lẹ anh vô. Ôi trời ơi. Nhớ không vậy? Quẹo đây. Ai em. Ui. Qua rồi. Ok, nice. Ui, nice. Được. Hay anh ơi. Quay tầng này. Trời ơi, tầng này. Ôi, sao mà cái tầng này sao mà nó u ám quá vậy? Tầng này là gặp con gì? Tao quên mất tiêu rồi ta. Từ. Có giấy gì ở đây không? Có giấy gì ở đây cho mình đọc không? Kiếm đi anh. Hình như không rồi bé. Đi. Ê, sau lưng. Ủa, cái này. Ờ, cái đường nãy mình vô nè. Sau lưng là đường cũ đúng không? Đi thẳng luôn nè. Đi. Ok. Thiếu 500 ngàn em tròn một củ. Thêm anh nữa mình đủ hình một đôi. Thấy là hình dữ rồi đó má. Thấy là hình dữ rồi đó. Mà nói rồi, dân cái 3 muôn năm nha. Ê, có cái cửa này nè GB. Rồi. Code, giải mã tiếp anh ơi. Ơ, tiếng... anh mở cửa vậy? Ở cái cửa nãy anh đâu còn mở được đâu ta. Anh làm gì vậy? Anh đi đâu vậy? Ủa cái cửa này nãy anh mở không có được. Ủa sao? Sao nghe tiếng? Ủa ai mở vậy? Ấy nó tự mở mày ơi. Rồi, à, hình như anh nhập cái kia nó mở hay sao á? Không. Hình như bên đây là phải đi kiếm mật khẩu nè. Chỗ này là chỗ kiếm mật khẩu cái gì nè. À. Đi mọi. Ê mày có đèn pin chưa? Đi kiếm đèn pin đi. Ê không có. Ủa anh còn giữ không? Ê có bánh nè. Ui có bánh. Đức Minh nhìn vô là biết không sợ. Donate thêm 60 ngàn nha. Trời ơi Đức Minh ơi, donate nhiều thế. Cảm ơn Đức Minh nha. Ủa Đức Minh không sợ tốn tiền à.
Ôi, tiền đô nét cứ lắc nhắc là cũng lên tiền tiền triệu đấy. Đắt lắm á Đức Minh ơi. Anh ơi. Hả? Đây có cái máy anh ơi. Máy gì vậy? Ủa anh đâu có tôi rồi. Mày đang đâu vậy? Anh không thấy mày. Rồi về anh cứ bỏ anh đi em coi. Máy này nó có chữ cái hơn. Mày đâu mày đâu? Đang đi mò xung quanh. Có một cái chỗ gặp code nhưng mà không thể nào mà cái code nó đơn giản như vậy được nên là phải đi kiếm. Đúng 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 đúng. Này có nguy hiểm nè. Nguy hiểm gì vậy? Này cái máy này nè. Ê, cái này tương tác được nè. À hình như phải mở tất cả những cái thùng điện lên rồi bé ơi. Rồi đúng rồi, đây mấy cái thùng này nè. Ờ đúng rồi em đúng mở, rồi. Em mở nha. Đi kiếm mấy cái thùng có màu đỏ đỏ xong rồi mở hết lên. Rồi em mở được cái này nè. Ok ok anh mở được thêm cái nữa rồi. Ok ok. Đây thùng đỏ đây thùng đỏ đây. À nó màu xanh bật lên là mình mở rồi. Để em coi còn cái nào nữa không. Đây rồi đây thêm được cái này nè. Đủ. Ê nhưng mở cửa rồi bê. Mở cửa. Ok mở. Để em. Ơ phải cửa mở không? Sao anh nghe cái tiếng cửa mở ta? Ủa anh đâu rồi? Ủa mày đâu? Em đang trong phòng. Ông láo. Phòng trọng anh. Ủa nước này, lấy nước đấy. Que du. Hồi nãy có bịch bánh, lấy bịch bánh chưa, Chưa. Này em nè, anh đúng không? Đúng rồi. Mở anh chưa? Không cần lo, em tốn tiền đâu, em donate cũng không tốn gì em đâu. Ok, cảm ơn Đức Minh nha. Đức Minh có hỏi gì thì cứ hỏi với Đức Minh. Ê, đây nè, cậu bé ơi. Cậu bé ơi. Hử? Qua đây, qua cái đây gì, cái gì? Cảm ơn Đức Minh nhiều nha, cảm ơn Đức Minh donate cho mình nha. Nhiều quá. Bộ, không, đây là đâu nhiều lắm. À, đi về chỗ cũ, đi về đây, cái chỗ này mày khoe nước với tao á. Rồi sao nữa? Đây, bên đây nè, cửa mở nè. À, đi vô cửa này nữa, ồ. Ôi, bên đây có đèn pin đây. Cho em cái. Trên bàn. Ok. Ủa này chỗ cũ phải không? Trong này mới. Trong này có thêm hai cái đèn pin nữa này. Có cần mở gì tiếp không ta? Không biết luôn. Tiếng cần gì mở gì không nè? Nó càng ghê vậy. Ủa nhiều đèn pin á. Hồi mình để lại mấy cái đi, lỡ hồi mình lấy. Ừ đúng rồi, lỡ hồi mình có chơi ngu rồi, còn qua đây mình lấy được. Đúng. Nãy để dự phòng mình tham mình lấy hết anh. Ê bên đây có một cái cửa nữa nè GB. À bên đây có một cái cửa nữa nè. Ui, anh ơi, dạ? Đây có đường đi nè. Mày đâu. Bên đây. Từ, anh đang quay lại. Ui, nó cứ chạy tốn sắp nha. Nhiều cổng đấy rồi, em thấy bắt đầu nó, cái màn này nó hơi ấy rồi đó. Hồi đầu thấy nó bình thường mà giờ thấy nó hơi ấy rồi đó. Ôi 10 giờ rồi. Càng ngày càng lú anh ạ. Ok đây bà. Nốt cái phòng này tôi up like á. Đi rồi nè. Đi. Rồi, nó bò, chạy. Ui. Đóng cửa, anh đâu rồi? Đóng rồi, con gì vậy? Không biết, em không nhìn kỹ. Ui, nó giống con hâu á, này mà nó giống con hâu á. Con hâu á. Con hâu là con gì anh? Nó là con mang hình dạng hình người, lai chó. Ok, gọi hình người lai chó luôn, không biết luôn. Bây giờ sao? Nó canh giữ chỗ đó hả? Không biết nữa. Về chỗ đó mình cần phải đi đúng không? Ừ, anh nghĩ chỗ đó mình cần đi. Hồi nãy thấy có cái cửa kế bên. Quẹo vô cửa. Quẹo vô. Đây. Ê, có một cái thùng điện màu đỏ đây nè. Ok. Bật. Bật đi. Rồi. Nếu cần bật hết á. Vô đây anh ơi. Anh bật lên rồi, đâu. Đây có còn không bật. Mình cần bật 9 cái. Sao mày biết? Hồi nãy là mình bật được 3 cái rồi. Ở ngoài kia nó thông báo là mình được bật được 3 cái rồi. Cái này cái thứ tư đúng không? Ừ đúng rồi. Ừ còn mấy cái nữa? 5 cái nữa. Cửa này. Đây trong đây.
bốn cái nữa này. Bên kia có cái nào không? Không có. Đây này. Vô vô. Ôi! Ôi! Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Đóng, 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 đóng. Đóng gì vậy? Một thằng đóng thôi, một thằng đóng thôi. Ừ đúng rồi, em bấm nữa. Trời ơi. Nó bị cái gì á anh ơi? Không. Hồi nãy cái cửa đó anh đóng là anh nhốt nó trong rồi, vậy là bây giờ mình phải thả nó ra. Chết chết chết, em. Hả? Em chết não, em chết não. Oh shit, từ từ. Ôi não anh sắp chết rồi. Ê mày có nước không? Mày có nước không? Mày có nước không? Em có bánh nè, em có bánh. Em muốn nước rồi nè, mà em có bánh cho anh nè. Cho xin bánh thôi. Đây đây. Thấy chưa? Bánh đâu vậy? Bánh quăng đâu này? Quăng dưới á. Em mới quăng ra, góp item đúng không? Đúng rồi. Rồi em góp ra rồi. Có kho đồ anh ơi. Kho đồ không có. Ơ kìa. Rồi. Ăn chặn một bánh rồi. Thôi thôi, mày coi lại kho đồ mày coi có bánh, có bịch bánh không? Không không, mất rồi. Ui tao sắp chết não rồi mày ơi. Giờ sao? Trời, để anh quay lại chỗ đó anh kiếm coi còn nước với bánh không. Hoặc là mày lút hết rồi. Ui nó kìa anh ơi. Dây bực thêm. Anh ơi. Hả? Trong đây, em thấy rồi, nó trong đây nè. Ờ quay lại chỗ nãy. Em vụ ra, em cứ bỏ cái này để anh đi kiếm bánh nha. Chứ giờ anh chết não hồi anh chết luôn á. Trời ơi, trời ơi. Vậy anh đi kiếm đi, cái phòng này để sao không được. Nó trong kia kìa, em không dám vô. Bây giờ em mở cửa cái phòng có nó. Xong em chạy về cái phòng kia, em đóng cửa lại để em vụ nó ra trước. Sau khi vụ nó ra xong thì mình quay lại cái phòng. Trời ơi, em vụ nó ra, em vụ nó ra. Ok, 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 từ từ. Để anh đi kiếm bánh với nước nè. Ui ôi. Chết rồi, anh đâu rồi? Thảo rồi, thấy bà rồi. Thấy bà rồi, nè bảo giác rồi. Rồi đi luôn. Ơ kìa. Tao là bảo giác sao tao đi luôn rồi. Ơ kìa, kỳ á. Từ từ, em đứng sát cửa, để anh coi nó cho, Nó chỗ lại chỗ đó rồi. À không coi được, tao mở cửa ra coi thử coi. Nè, trong đây nè. Nó đi rồi, em tính bật cái này lên nè. Nó đi rồi, nó đi rồi. Em tính bật cái này lên nè. Ừ, đóng cửa lại kìa bê. Từ từ đóng cửa lại đã, nó vào. Ủa, nó trong đây nè. Đâu? Nè, nó bên đây nè. Nè, anh thấy nó rồi. Bên đó đúng không? Không, cái đó cái bàn, cái đó cái bàn. Trời ơi, sợ đóng cửa hỏi trong đây em chạy không kịp. Đó thấy chưa nó kìa. Không, nó không mở cửa được, Bây giờ em mở cửa, em phải dụ nó ra. Em phải dụ nó ra, không vậy không đó. Trời ơi, dụ nó ra sao dụ được. Dụ được, em mở cửa xong em chạy vô cái phòng của em đóng cửa lại là được. Trong phòng này hả? Đúng rồi. Ừ, hồi nãy em đầm vậy mà nó vẫn về chỗ đó. Hay là giờ phải bất chấp tất cả khi vô mở ra. Mở cửa thử. Nó không có trong đó. Mở lên. Rồi. Đây còn ở sâu ở trong hình như còn rồi đó GB. Rồi từ. Nó đâu ta. Không có cách nào mình chiến đấu với nó luôn anh nhỉ. Ừ. Phải chỉ có cái cây hay gì đó mà đập được đầu nó là đập luôn. Tao lại mày. Khỏi đóng cửa luôn, vũ ra thử GB, vũ ra thử. Ôi nghe tiếng ghê vãi trưởng. Ừ, con chó điên hay sao á anh ơi. Tờ đê gán. Ngoài đây chắc không gặp nó rồi. Bánh kẹo gì đây á. Rồi, cố em mình đi rồi. Khỏi đóng cửa ra, chạy về phòng kia luôn. Ôi nó không chạy ra GB, nó không chạy ra. Giờ vậy là ta? con đấy chạy trong đấy không à, nó không chạy ra. Ừ. Nhưng mà vậy chỗ đó mình xong rồi đúng không? Mình bật cái đó lên là xong rồi. Ừ, hình như bật cái đấy lên là xong đấy. Vậy giờ đi về hả? Từ từ. Phải không? Mình là mình bật, mình cần thêm 3 chỗ nữa, Chết rồi, ảo giác rồi. Mình bị ảo giác rồi nè. Chết rồi.
Bị qua, bị qua. Ôi bị quá. Bị Thì gì thầm cút tên em đi. trong tuyệt vọng đi. Chào bạn Nga đi Quỳnh. Tôi tuyệt vọng quá. Soi đến vô nó là ok anh. Soi đèn vô nó là ok hả? Trời chắc không vậy. Em có Ủa đèn chơi không? pha liều vậy? Có đèn nè nhưng mà chơi phá liều quá anh. Thử thôi. Mình cuộc sống là Ok những chủ ngày mình phải thử mà. Đây đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đi hẳn, đi hẳn, đi hẳn. Ôi Liều quá, nghe liều quá. giống như mình nghịch ngu anh ơi. Ủa đó là liều quá. Chiếu đèn đi, chiếu đèn, chiếu đèn, chiếu đèn, chiếu đèn sẵn đi. À, chiếu thẳng cái mặt nó luôn nè, em đang bật nè, em đang bật nè, Ờ, bắn bắn đó. rồi chiếu luôn. Ủa, sao không thấy mày? Dựng trí mà. Rồi, 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 rồi. Thấy bà rồi ơi, thấy bà rồi Má ơi. Nhìn nó ghê quá anh ơi. ơi. Mấy ông chú dại rồi. À, xui đi. Trong đó còn gì không? Trong đó còn gì nữa không? Không, trong đó hết rồi. Trong đó không còn gì á. Ê, cửa mở nè, cửa mở nè. À, cửa mở rồi. Ủa Ừ, xong phải rồi. cửa chính không? Phải, cửa này, cửa này. Ôi, nhưng mà vào đây phải có đèn pin mày ơi. Ủa, cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy? Ơ. Trời, Chỗ đó nó nữa chơi rồi, điện nó giật nữa rồi. nữa. Trời ơi, anh Go ơi, anh làm cái gì mà điện giật anh chết vậy? Em thấy Đâu điện được nó giật ơi. anh. Ủa sao mà người ta đen thui ơi. Ở đây à mày chết. Mày chui vô dây điện luôn Không, nó cắn em, con kia nó cắn, nó chọc á, nó chọc nó bên phải, nó bên phải. Trời ơi, anh đi vô cái vũng nước điện nè, anh thấy cái vũng nước nó điện không? ấy. Ủa nó đâu? Nó bên phải, đừng đừng đi vô vũng nước chết đấy. Đi Ê, ấy, đi ấy. quay lại đèn pin. Hả? Đúng rồi, quay lại lấy đèn pin. Ok. Mình còn thủ đèn pin, mình còn thủ đèn pin. Đèn Hai đèn mà pin không. ở đâu? Cái chỗ này mới vô luôn á. Không, bây giờ qua chỗ cái xác của em với đã. Qua chỗ xác em lấy đèn pin thử thử. Không biết Ok chỗ đó ok. còn đèn pin không ta. Nhưng mà hình như mất cái xác luôn mà, đâu còn đó, hai thằng ấy là mất xác luôn mà. Mất luôn hả? Nước nè. Đúng rồi. Hình như nãy bên đây là mình có một cái cửa. À đây, cửa đây. Đây đèn pin nè, đèn pin nè, đèn pin nè. Còn con cái à. Hai cái, của anh cái, của em cái. À. Để anh chạy qua chỗ này anh coi thử còn đèn pin không. Ôi, hình như hết rồi. Gần 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 Trời gần ơi. gần gần Hình như hết rồi, hình như hết rồi, hình như à, hết rồi. à, đi 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 Để à, để đi 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 về nè, đi về nè, Lên, đi lên, về coi lên, nó lên, lên. sao. Trong đây có nó luôn hả? Để đi cửa này nè, nó cửa này mình đi chưa, Cửa đó đi rồi, cửa đó cửa vô mà, cửa đó cửa vô mà ông nội. cứ vô đâu. Cái cửa đó cửa vô, cửa đó đi mình vô đây nè. Ôi, tính ra GB không nhớ tốt lắm nha. Ủa đâu, trong đây có con nào đâu cha. Đúng rồi. Hồi nãy ông cũng bị điện giật rồi. Không, hồi nãy nó cắn em ở đây. Đóng lại, đóng lại. Nãy nó cắn em ở đây mà. Trời ơi, nó kìa anh ơi, anh cứ trêu nó hoài. Đường ra ngoài kia. Ôi đường ra ngoài kia rồi bây ạ. Đường ra bên kia. Kia là bên nào? Đường ra là chạy thẳng qua bên kia luôn. Bây giờ vậy đi. Bây giờ anh ra anh Trời đi xin. ơi. Gì? Sao chạy qua bên kia được? Bây giờ anh ra anh đi xin. Anh dụ nó. Anh chạy vòng vòng. Xong mày chạy thẳng qua bên kia. Ok. Ok. Ôi từ 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 từ. Chỗ này gần quá. Chỗ này gần quá. Ôi Không vô anh được. ơi. Từ từ. Chỗ này gần quá. Không vô được. Chỗ này gần quá. Không vô được. Vụ được không? Được, 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 được. Ôi, gần 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 chưa thấy, chưa thấy. Rồi thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Nghe cái tiếng ghê vậy. Ừ nhìn chắc con chó điên mà anh ơi. Ok. Ơi, gì vậy? Gì Map thứ này ba khó ba lắm, rồi. tầm 1-2 tiếng là đấy anh. Không sao không em mà cái map đen đen hồi nãy anh thấy mới khó, map này khó gì trời. Vậy bây giờ anh dụ nha, bây giờ anh dụ em chạy qua nha, chạy thẳng qua nha. Từ đó đi nè. Anh chơi Final Fantasy đi, đi có phần mới đó. Ok mà. Ôi
vụ được không? Được, được, tin anh, tin anh. Bây giờ anh tính đường, anh chạy thôi. Rồi, chạy thẳng qua cà bê ơi. Đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa. Ok, ok, ok. Đây, 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 ở đây. Ở bậc này, bậc này, bậc lên này. Cái này cái gì đây? À. À, biết rồi, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Đây. Rồi, bật lên rồi, bật lên rồi. Có một cái cửa đây nè cà phê ơi. Chỗ này nè. Ôi trời, cái gì vậy? Sao lại có con nữa? Ủa, con nữa vậy? Bây giờ sao? Cửa bên kia, cửa ra bên kia. Chạy tiếp thôi chứ sao giờ. Chạy đi, anh dụ được. Ồ, nó bước ra, nó bước qua dụng nước luôn. Ui. Trời ơi. Nó không bị điện giật mày ơi. Nó đi xuyên điện luôn à. Cần bật hai cái nữa anh, cần bật hai cái nữa. Rồi chạy rồi bê, chạy rồi bê. Qua. Okay, okay, okay. Rồi xong anh bỏ em cho mày luôn. Anh bỏ em luôn. Nhỏ chưa chạy vô anh đã đóng cửa rồi. Xin lỗi cà phê. Tao đi vụ đó mà tao chạy nhanh quá mà vô trước mày. Trời ơi. Rồi bỏ em cũng vậy. Anh xin lỗi em. Mấy cái này em chưa kịp vô luôn á. Ê coi chừng. Ê tao luôn, tao luôn. Nó kia, nó kia, nó kia. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Ôi ôi. Quả này lỗi quá, quả này lỗi quá. Ồ quá. Cái gì trong đó con nữa vậy? Oh my god. GB biết Ruby không anh? GB biết Ruby không GB? Có, em có biết, em có biết. Đi gần đây. Ồ, bên đây có đường đi à. Ồ, nó có cái lỗ chó nè GB ơi. Qua đi. Ủa, nãy giờ mình bật được mấy cái rồi anh? Ở kìa, kìa, kìa. Cái này sẽ là màu đỏ xuống dưới đây nè. Rồi. Rồi, ok. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi. Lỗ chó đây là con chó chui ra từ đường đó được. Ôi. Trốn, trốn, trốn. Giờ sao ra anh? Không biết. Nó đi đâu rồi, mày thấy nó không rồi bây? Không, em thấy được, em đâu thấy đâu. Mày nữa hả? Như anh mở được 8 cái hay sao á, còn cái nữa hay sao á. Ok, ủa giờ sao ra? Ôi rồi, từ, nước. Nó có đứng đó hoài sao ra anh? Không biết rồi. Anh nghĩ sẽ đến một lúc nó đi thôi. Cái gì vậy? Cái mệt mỏi rồi, chạy rồi. Chạy ở đây luôn rồi. Mệt mỏi dữ chạy. Giờ sao ra rồi bây?
đố anh ra luôn á, em đố anh ra luôn á. Giờ sao ra? Ra hộ. Nó cam không phải rồi. Thấy bà rồi, nó cam không phải rồi. Ôi bây giờ chịu khó cho nó cắn đi. Xong anh em mình làm lại. Được không? Bây giờ anh đua đi, anh đua đi, anh canh anh đua đi, con đua được. Anh biết đường ra không? Đua. À nhìn bên này có con chó nữa. Ui. Ui nó chạy. Nó chạy cái lỗ đi vô dưới tao mày ơi. Ủa em có thấy cái lỗ đâu? Có cái lỗ chó, có cái lỗ chó. Rồi xong. Khó luôn. Thôi giờ tao nhanh. Ơ kìa. Anh chạy vô đóng điện rồi. Ừ tao chạy đóng điện đó cho mày quay lại cho mày chơi với tao. Rồi. Chứ chơi mình căng quá. Ơi, ơi nhưng mà bắt đèn pin. Ờ ha mất đèn pin ha. Ôi trời ơi. Thôi khỏi cần đèn pin đi. Thôi quay lại cái chỗ cũ á, cái chỗ mà cái đường mà mình để mình đi ra là nằm ở đâu anh? Cái đường để mình đi ra hả? À nằm nằm ở đây, nằm ở đây, nằm ở đây. Ơi qua đây con anh vô. Đâu 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 đâu. Đó. Nè, mình mở được 6 cái nè, bây giờ còn 3 cái nữa. À còn 3 cái nữa. Ơi căng nha. Đó. Căng à. 3 cái là chỗ đó là chỗ cuối luôn đúng không? Ờ, hình như chỗ đó chỗ cuối luôn rồi đó. Ê bên đây bên đây bên đây bên đây bên đây bên đây. Gán giải nốt chỗ đó anh ơi. Đây đây đây, đường đây nè, đường đây nè, đường đây nè, đường đây nè. Đường trên kia đúng không? Đường trên kia đúng không? Ừ đúng rồi, đường này. Ờ như đường này. Em hay quên lắm mấy cái đường này đó, em nhìn em hay quên lắm. Anh gán nhớ đi. Mình không có đèn pin nữa này GB ơi. Ừ tối quá. Anh coi chừng anh đạp vô đóng điện vậy. Ủa nó đâu anh? Không có đèn pin sao mà thấy. Ơ, đâu bên trái. Bên phải ba. Rồi, từ từ, đợi em. Anh vô. Tao tưởng mày chưa qua. Anh đóng cửa đây rồi. Anh tưởng mày chưa qua. Anh giết em 2 lần đó. Bây giờ em hết sợ ông kia, giờ em sợ anh đó. Anh em mình ôi chưa anh còn ác hơn nó nữa. Ai à. Không, cái vấn đề là anh em mình chưa nghĩ đó, mày hiểu không? Anh nói là mày chưa có qua. Anh chơi em tận 2 lần à. Thôi lại. Ai à. Khó luôn á chứ. Cầu bê đi trước đi cầu bê. Ừ đúng rồi, chắc để em phi qua trước cho. Từ. Trời ơi. Để cửa giùm mày một cái đi. Ok rồi mày đi trước đi rồi mày đi sau cho. Mở cửa được đó. Trời em qua trước, anh qua sao? Anh qua chưa, anh qua chưa? Anh qua chưa, đúng không? Chưa. Từ con này la to quá em không nghe nói luôn á. Rồi bây giờ anh chạy thẳng qua đi rồi em mở cửa cho anh rồi anh vô xong rồi đóng lại. Mở cửa đi. Rồi, mở cửa. Rồi đóng lại. À con này phát hiện okay. Sao nó sẽ chờ thời gian delay. À ok. Rồi, giờ nhà không có đèn pin bây giờ chơi khó thế. Thôi này, để mở cái này. Ơ, cái gì đấy? Tao không có đèn pin, tao không. Mở rồi mà, cái đấy. Ủa, cái luôn rồi. Ủa nó cắn mày luôn rồi hả? Ờ em tự ấy cho nó cắn luôn rồi. Rồi. Thôi em à, tôi nghĩ chắc là đợi phá đảo bà Danny xong chúng ta phá đảo cái này tiếp anh em nhé. Chứ bây giờ trễ lắm rồi, 10 giờ rưỡi rồi. Ui dồi ôi. Gần 2 triệu lượt tim ở trên TikTok. Cảm ơn anh em nhiều. Cảm ơn em TikTok rất là nhiều nha. Rồi thôi tôi tắt like trên TikTok nha anh em ơi. Cảm ơn em trên TikTok rất là nhiều nha. Cảm ơn em. Ok, tôi tắt like trên TikTok đây. Ok rồi. Ok anh em ở trên YouTube tôi giờ tôi cũng tắt like nha anh em. Cảm ơn anh em nhiều nhá. Ôi rồi. Thề. Từ. Cảm ơn, đợi anh tí nhá. Anh okay. Anh nhạc chờ. Okay, cảm ơn anh em đã coi livestream của tôi ngày hôm nay nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều và bây giờ tôi up livestream đây. Có gì game này chắc là đợi mai phát đảo tiếp anh em ạ. À. Ui hôm nay anh em mình đi tới đây cũng là ảo lắm rồi GB ạ. À.
Ừ, ghê là ghê lắm rồi. Đó đúng rồi, đứa này là ghê Anh lắm chơi rồi. mấy ba, anh chơi mấy ba. Anh nhớ hết rồi. Mấy bác rồi. Tôi làm cái mấy bác anh em mà phải chữ thiệt. Sorry, ok. Qua ngày hôm sau, chơi lại tôi sẽ chơi một cách kỹ càng và ăn ý hơn anh em ha. Rồi giờ bye bye anh em nha, chúc anh em ngủ ngon. Bé muốn làm anh hùng cùng những đồng minh bảo vệ cái đúng. Từng làm những trò điên khùng, từng nắm trên tay những cây súng giấy. Khi nhìn về thời thơ ấy, tao đã từng cháy, từng bay, từng nhảy. Nhưng những điều đó tao không còn thấy và cũng không hay. Từ bao giờ tao lại thế này? Đôi tay gầy và chỉ nắm lấy những bông hồng đỏ đầy gai. Con đường này mãi mãi những nụ cười xưa không còn thấy lại. Sự ngây thơ từng chờ phép màu xuất hiện đưa đôi tay phải. Nhưng mày thấy đấy, cuộc sống là chuỗi ngày mày phải đổi phải thay. Mày từng trải qua những thứ mà bây giờ mày xem đó là trẻ con. Mày cũng từng nghĩ sự vô tư ấy đến khi trưởng thành mày vẫn sẽ còn. Mày từng cảm thấy muốn được đổi thay, đã từng cảm thấy rằng mày sẽ ổn. Tâm hồn mày lớn lên từng ngày và mày cảm thấy rằng mày sẽ khôn. Mày đã quên, quên những cái tên mà mày đã từng mến. Mày đã quên đi những lần mày cười vì những câu chuyện ấy đó dựng lên. Mày đã quên mất chính bản thân mày bởi những công việc không ai đụng đến. Nơi Sài Gòn này tấp nập bóng chen và có những cuộc hẹn mà mày đã quên. Thời gian trôi qua ta lớn lên và sầu lo theo ta. Qua tháng năm này ta đã mệt nhoài và quên mất rằng là đã từng người tươi như hoa. Vui suốt ngày dài và không lo xa, không có phiền nhà. Ta đã quên là và ta đã quên là những giấc mơ cũ tao đã ấp ủ. Giờ phải cầm tủ dù chưa từng thử những trò chơi cũ. Bốn năm chắc đủ giờ là quá khứ vì ta tự cầm tù. Tao như kẻ mù đi trong đêm tối, vẫn luôn bị nói mình rất là ổn và kẻ nói dối. Với người tự nhủ tao không sao đâu, vẫn thường là một thì sao đã quên những lần hạnh phúc. Vì điều giản đơn không cần tiếng thơm với thứ quần dày cầm, mà chỉ cần những điều đơn giản hơn. Thứ quan trọng nhất tao đã quên mất là không để cám dỗ cuộc đời chẳng chân. Tao đã quên mất điều tao cần thiết là một hơi ấm chứ không chỉ bản thân. Mặc lên chiếc áo trưởng thành, đôi vai tao ngày một nặng. Kể người kể đời tránh dành, kể những áp lực mỗi ngày một tăng. Miệng thiên hạ vui thì ta tránh, không cần quan tâm những thứ không lành. Để cho ta thấy chân lành là không phải là để miệng đời để tránh. Để nhớ những điều sẽ quên thì không được để bản thân dừng lại. Có quá khứ mới có hiện tại và có thay đổi mới có tương lai. Mình bình cuộc sống bóng tối, dù lạc đến đâu vẫn về đúng chỗ. Yên tĩnh và không cần vội, kẻ hơn người thua vẫn về đúng mộ. Thời gian trôi qua ta lớn lên và sầu lo theo ta. Qua tháng năm này ta đã mệt nhoài, quên mất rằng là đã từng người tươi như hoa. Vui suốt ngày dài và không lo xa, không có phiền nhà. Ta đã quên là và ta đã quên là thời gian trôi qua ta lớn lên và sầu lo theo ta.